chiều hôm nay tôi có hỏi ý kiến của ông chủ tịch là chương trình của chúng ta tối hôm nay như thế nào bởi vì thời tiết cũng khá lạnh thì ông chủ tịch có đề nghị rằng nếu anh chị em những người đã đến đây thì có thể họ cũng sẵn sàng chấp nhận thời tiết này cho nên tôi đề nghị với anh chị em là tối nay tôi sẽ trình bày một đề tài cũng ngắn thôi rồi chúng ta sẽ break nghỉ giải lao có chừng 10 phút rồi trở lại tôi giúp anh chị em thêm và lúc đó nếu anh chị em có những thắc mắc những gì chưa rõ thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm với nhau. Hôm qua chúng ta bắt đầu với câu hỏi Chúa hỏi hai môn đệ của Thánh Doan Tẩy Giả Các anh đi tìm gì? Chúng con không có đi tìm gì Chúng con đi tìm Thầy Hai môn đệ không đi tìm gì Nhưng mà đi tìm một con người Khoảng chừng 20 năm về trước Tôi có ở vùng Nam California này 3 năm làm việc Bây giờ thì tôi đang ở Denver Có một lần trong khóa tĩnh tâm ở đồi Marywood Anh chị em nhiều người ở đây có thể có nhiều kỷ niệm với những ngày tĩnh tâm ở trên đó Chưa bao giờ xảy ra trong một khóa tĩnh tâm mà tôi thấy tất cả những xe đậu ở Bắc Kinh ấy, có một cái xe rất cẩn thận họ đem theo một cái tấm vải để họ cover để họ bảo vệ cái xe tôi đi qua đi lại rồi tôi nghĩ không biết là ai mà cẩn thận thế rồi trong khóa tính tâm thì tôi gặp hai người đó hai vợ chồng và tôi thấy họ có nhiều khó khăn trong đời sống hôn nhân của họ thì tôi nghĩ thế này hai vợ chồng cẩn thận đem theo một cái tấm vải bạt để bảo vệ cái xe mà cái xe thì nó là khối sắc nó không biết lạnh như chúng ta còn con người thì biết lạnh biết buồn tôi nghĩ hai anh chị bảo vệ cái xe mà tại sao không bảo vệ cái đời sống hôn nhân của mình? Chúng ta đi tìm gì nhiều hơn là chúng ta đi tìm con người. Một lần tôi giúp tính tâm ở Dallas, lâu lắm rồi, năm đó cộng đoàn chưa có nhà xứ cho nên cha xứ gửi tôi đến ở trong một nhà của anh chị em tối hôm đó tôi thấy hai mẹ con đang làm việc ở trong nhà bếp tôi ngồi đọc báo ở ngoài thì tôi nghe thấy tiếng một cái bình thủy tinh rơi bể và tôi nghĩ là cái bình thủy tinh đó phải lớn lắm bởi vì cái tiếng kêu của nó thì cái phản ứng tự nhiên của tôi Thực sự xin lỗi anh chị em tôi cũng hơi xấu xa Tôi nghĩ là thế nào Nếu mà cái đứa con nó đánh rơi Thì bà mẹ sẽ chửi Thành thử ra tôi chuẩn bị để tôi nghe xem Nếu mà không ai nói gì thì chắc là bà mẹ đánh rơi Chứ còn đứa con mà đánh rơi thì chắc thế nào bà cũng chửi nó Tôi nghe thấy bà ấy lên tiếng Con ơi, con để đấy mẹ hót cho con đừng làm vậy chảy máu đấy rồi bà ấy nói tiếp đấy không phải là cái bình quý con ạ à. tôi nghe tôi thấy sao quá tuyệt vời bà ấy quý con bà ấy, chứ bà ấy không quý cái bình đã bị bể trong đời sống hôm nay chúng ta không đi tìm con người Trở lại câu hỏi, Chúa hỏi hai môn đệ, các anh đi tìm gì? Thưa Thầy, con không có đi tìm gì, con đi tìm con người, con đi tìm Thầy, Thầy ở đâu? Mùa Giáng sinh năm nay là một mùa Giáng sinh đặc biệt trong mọi cách của chúng ta chuẩn bị. Tôi nghĩ là thời gian rất thuận tiện để chúng ta bớt tất cả những gì bên ngoài, để chúng ta đi tìm con người và con người đầu tiên chúng ta đi tìm là chính mình năm đó tôi đi giúp tĩnh tâm cũng vào mùa vọng dịp như thế này ở một giáo sứ miền trung nước mỹ anh em trong hội đồng đang chuẩn bị hang đá giáng sinh làm khán đài ở ngoài trời tôi ở trong nhà xứ trong ba tối Tôi đi ngang qua dừng lại nói chuyện với mấy anh em đang làm việc thì có một người vui lắm. Họ rất là thành thật và niềm vui của họ cũng thành thật. Cha ơi, giáo xứ năm nay chúng con mừng lễ lớn lắm. Thì tôi nghĩ là lớn bởi vì họ đang chuẩn bị nhiều đèn nhiều cây thông rồi tôi mới hỏi ông ấy thưa thưa cha năm nay giáng sinh chúng con mừng lớn lắm chúng con mời được ca sĩ ở cali về hát nếu mà như vậy thì mùa giáng sinh đó là mùa giáng sinh đáng buồn hôm qua tôi đã đọc lời sứ thần Nói với các cục đồng, hôm nay tôi đọc lại cho anh chị em một lần nữa. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Sứ thần bảo họ anh em đừng sợ tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua david như vậy tin mừng trọng đại cho toàn dân và niềm vui lớn cho toàn dân là hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra Tôi hiểu tâm trạng của những anh em đang chuẩn bị hang đá. Niềm vui của họ rất là đơn sơ. Mời được ca sĩ ở Cali về hát. Nếu chúng ta dừng lại ở đó, thì đấy là một mùa Giáng sinh rất buồn. Hôm qua chúng ta đã đến Belem, dở lại những trang lịch sử Chúng ta nói về Thánh Giuse và Đức Mẹ. Họ đi tìm nhau. Cho nên hoàn cảnh thì không thay đổi, rất là bi đát. Nhưng mà Thánh Giuse thương Đức Mẹ và Đức Mẹ thương Thánh Giuse, bởi vì họ đi tìm con người. Bây giờ chúng ta trở lại mùa giáng sinh lịch sử thật sự các chị phải là người mừng lễ Giáng sinh một cách rất là tuyệt vời bởi vì các chị có kinh nghiệm trong vấn đề sinh con. Máu, nước trong cơ thể người phụ nữ có thể chảy ra. Mẹ Maria đêm đó lấy nước ở đâu để tắm rửa máu nước mấy tiếng đồng hồ nó có thể khô lại tôi nghĩ là hài nhi giê xu chắc khóc nhiều lắm đó là mùa giáng sinh bây giờ anh chị em thử hình dung thí dụ anh chị em ngồi ở trong nhà anh chị em ngó qua cửa sổ và anh chị em thấy không biết ai ở ngoài kia anh chị em thấy có bóng người bóng người rồi anh chị em nhìn kỹ hơn anh chị em thấy có hai người và một người bây giờ nằm sóng xoài ở trên bãi cỏ rồi anh nhầm ký. Chuyện gì vậy? Một người đàn bà đang sinh con. Anh chị em không thể tưởng tượng được. Maria, mẹ của chúng ta, sinh Chúa Giêsu như vậy. Anh chị em đừng để những ánh đèn đừng để những ly rượu Merry Christmas át đi cái lịch sử thật sự của mùa Giáng sinh. Chúng ta đừng để những cung nhạc giặt dìu làm chúng ta quên đi lịch sử Chúa Kitô Giáng sinh thật sự là như vậy. Đôi khi tôi gặp có những em nó đi học mà Mẹ của nó bị uh, mù một mắt chẳng hạn, hay là ba của nó bị tật, thí dụ bị một cái tật gì đó, nó ngại nói với bạn bè của nó lắm, nó sợ bạn bè của nó biết về cha mẹ của nó là như vậy. Tôn giáo của chúng ta, Chúa Kitô sinh ra ở ngoài đường. Tôi không phải là người cực đoan tôi không có fanatic rồi tôi bảo anh chị em rằng mùa giáng sinh là một mùa buồn lắm tôi không muốn nói như vậy ai mời anh chị em đi ăn tiệc anh chị em cứ đi anh chị em cứ nâng ly rượu merry christmas anh chị em cứ đi shopping nhưng sau khi shopping sau khi đến nhà bạn bè anh chị em trở về cõi lòng của mình. Cái cõi lòng mà hôm qua chúng ta nói tiếng hô của Thánh Gioan tiền hô trong sa mạc. Hãy dọn đường cho Chúa đi, hãy dọn đường cho Chúa đi. Tôi phải hô tiếng đó cho tôi. Sau khi ca đoàn hát, tôi xin lỗi biết đâu có những anh chị em hát rất hay trong đêm Giáng sinh. Tập dượt rất công phu, nhưng hát giáng sinh xong trên đường lái xe về một nỗi cô đơn chiếm trong cõi lòng của mình gia đình con cái như vậy đâu là mùa giáng sinh tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em nếu chúng ta không có đức kitô sinh ra thì mùa Giáng sinh buồn lắm. Đề tài thứ nhất hôm nay tôi giúp anh chị em trở về lắng nghe tiếng hô trong sa mạc. Tôi đang đi tìm một con người và tôi gặp gỡ con người đó thế nào. À, anh chị em, tại sao anh chị em đọc kinh tổng lãnh thiên thần Micaea sau thánh lễ? mấy năm trước đây tại sao không đọc bây giờ tôi đi đến giáo sứ nào nơi nào người việt người mỹ cộng đoàn nào cũng vậy sau thanh lễ thì đọc kinh tổng lãnh thiên thần E đấy là dấu chỉ có một cái chuyện gì đó đang xảy ra nói rõ đó là quỷ xuất hiện tại sao trước đây chúng ta không đọc giáo hội không có đọc kinh này À, bây giờ thánh lễ nào chúng ta cũng đọc và chúng ta cảm tưởng một cái bóng tối nào đó đang xuất hiện giữa chúng ta vậy trong mùa giáng sinh năm nay chúng ta muốn đi tìm chúa như thế nào và ai là kẻ cản ngăn chúng ta gặp chúa ba quỷ vào khoảng hơn 20 năm về trước Lúc mà tôi còn làm việc ở miền Nam California này Thì năm đó tôi đến giúp giải tội ở Saddleback Nếu tôi không lầm thì không biết thời gian đó hình như là cha Sơn hay sao đó Vì quá lâu rồi, hai 20 năm nay rồi Tôi đến giúp giải tội vào sáng ngày 23 Quán trường 10 giờ thì tôi nghĩ rằng cái giờ này đến giải tội thì thoải mái lắm Bởi vì chắc không có mấy người xưng Không ngờ tôi ngồi trong tòa giải tội cho qua 12 giờ Và có một người đàn ông Mỹ Ông vào ông nói với tôi rằng Tôi muốn xưng tội với cha nhưng mà ngồi đối diện với cha Rồi tôi mời ông ngồi Sau khi lãnh nhận biết tích giải tội Hai người nói chuyện cũng khá nhiều, cũng khá vui, một chút thân thiện. Rồi tôi nói với ông rằng, còn hai ngày nữa, chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh. Rồi ông ta gật đầu vui vẻ. Trước khi ra đi, tôi nhìn ông ta, tôi bảo, sai rồi, đâu có phải là hai ngày. Thì hôm đó là hôm hai mươi ba, hai bốn, hai mươi ông ta không lại đúng còn hai ngày nhưng mà tôi bảo không ông không có đợi hai ngày nữa ông mới mừng giáng sinh giáng sinh là gì là chúa sinh ra jesus he is born again ông vừa lãnh nhận bí tích giải tội ông đang cử hành đại lễ giáng sinh ngay lúc này Lúc đó ông mới hiểu ý của tôi Rồi ông ta bảo yes father Rồi lại đứng nói chuyện thêm Nói một giờ lúc rồi tôi tiến ông ấy đi Tôi bảo là chắc tôi sẽ không bao giờ gặp ông nữa đâu Chúng ta không bao giờ gặp nhau Thôi tôi chúc cho ông những mùa Giáng sinh tuyệt vời Và một năm nữa mừng lễ Giáng sinh Rồi ông ta lại yes father Rồi tôi cười cười tôi bảo đấy ông lại nói sai nữa rồi Đâu có phải là một năm nữa đâu. Ông hiểu ý tôi lúc nãy. Bây giờ ông đứng im lặng. Tôi bảo đâu có phải là đợi một năm nữa mới mừng giáng sinh. Ngày nào ông lãnh bí nhận bí tích Trải tội, Chúa sinh ra ông mừng giáng sinh. Tôi nghĩ bây giờ ông ta mới hiểu kỹ về bí tích giải tội ông ta đứng im lặng và nước mắt ông ta chảy xuống đó là mùa giáng sinh tôi nói với ông ông ơi có thể một ngày nào ông lái xe trên xa lộ ông mỏi mệt lắm có khi ông không muốn trở về gia đình ông xuống một cái axis nào rồi ông tìm một nhà thờ ông vào với chúa đi nếu có linh mục ở đó mà ông muốn lãnh nhận bí tích giải tội ông lãnh nhận bí tích giải tội chúa sinh ra ở lúc đó ông lái xe về có thể là không có nhạc giáng sinh ở trong radio Ờ, nhìn chung quanh không có gì là giáng sinh cả không có đèn không có nhạc không có gì có thể là mùa hè nhưng mà lòng của ông đó, ông đang cử hành mầu nhiệm giáng sinh và lễ giáng sinh đó là một lễ giáng sinh rất riêng tư giữa ông với Chúa ông cứ đứng im đó ông khóc đó là mầu nhiệm Giáng sinh. Hơn 20 năm rồi tôi không bao giờ quên cái giây phút mà tôi đến giúp giải tội ở Saderbeck vào cái năm đó. Như vậy thì cái gì cản trở Chúa sinh ra? Tội. Đề tài hôm nay là một đề tài căn bản và tôi thấy anh chị em giáo dân hiểu về đề tài này một cách thiếu sót khá nhiều vì thế phần đầu tôi giúp anh chị em hiểu rõ hơn về tội sau khi anh chị em nghỉ giải lao trở lại tôi giúp anh chị em làm sao để anh chị em lấy lại được cái năng lực của anh chị em tôi xin dựa vào lời của chúa để nói với anh chị em về bi tích này trong phúc âm của thánh do an ngài tường thuật trong bữa tiệc ly lúc mà chúa rửa chân cho các môn đệ như sau đức giê xu cảm thấy tâm thần sao xuyến người tuyên bố thầy bảo thật anh em có một người trong anh em sẽ nộp thầy các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo hỏi xem thầy muốn nói về ai. Ông này nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Juda còn ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào Y, có quỷ và quỷ nhập vào người ta. Có thể đấy là một trong lý do tại sao hôm nay các nhà thờ đọc kinh tổng lãnh thiên thần Mikael sau thánh lễ. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào Y đức giê bảo y anh làm gì thì làm mau đi trong số các người đang dùng bữa không hiểu tại sao người nói với y như thế vì juda giữ túi tiền nên có vài người tưởng rằng đức giê nói với y hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ hoặc bảo y bố thí cho người nghèo sau khi ăn miếng bánh juda liền đi ra lúc đó trời đã tối. Gioan kết thúc bằng mấy chữ thôi. Đi ra trời tối. Bây giờ anh chị em thử tưởng tượng, anh chị em đang ngồi ở đây, có một người trong anh em bỏ cộng đoàn đi ra và cứ tiếp tục đi đi trong đêm tối. Chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Đa sau cùng thắt cổ tự tử chết. Cho nên có mặt của Satan, có mặt của tâm tối, có mặt đi ra và có mặt của sự chết. Bây giờ chúng ta trở lại khung hình mà Phúc Âm chụp cho chúng ta. Có thể hôm đó các môn đệ chung quanh, các môn đệ chung quanh rồi Đa đứng dậy bỏ đi ra như vậy anh chị em thấy juda xa chúa bởi vì chúa đang ở trong nhà tiệc ly nhưng mà không phải chỉ xa chúa các môn đệ cũng ở đó cho nên khi xa chúa thì nó xảy ra kế tiếp là xa tha nhân vì thế anh chị em không bao giờ có thể nói được linh hồn ai người ấy giữ tội này là tội của tôi giữa tôi với chúa không liên hệ gì tới bà về không liên hệ gì tới ông, chúng ta không nói được câu đó. Bởi vì hễ xa Chúa thì nó sẽ xa tha nhân. Juda đi ra xa tha nhân là bạn bè của mình, xa thầy của mình là Chúa Giêsu, rồi sau cùng anh ta đi thắt cổ anh ta chết. Như vậy cái xa sau cùng là xa chính mình. Tôi yêu đời, tôi yêu người, tôi không có tự tử. Cái kẻ tự tử là cái kẻ chán hết rồi. Như vậy anh chị em thấy cái hành động Judah ở chỗ này, khi có mặt của quỷ ở đây, nó xảy ra ba cái xa. Xa Chúa, xa tha nhân và xa chính mình. Vì thế anh chị em cẩn thận, đừng để bị lừa gạt, là anh chị em chỉ phạm tội này là tội với Chúa, xưng tội với Chúa, không bởi vì xa chúa thì nó sẽ xa tha nhân bây giờ tôi giả sử trước khi nói giả sử bây giờ tôi nói thật đó năm đó tôi giúp cộng đoàn ở oregon ở portland giáo sứ rất là cẩn thận họ dành cho các em sinh hoạt với các sơ giúp các em còn tôi giúp phụ huynh. Nhưng đến phần các em xưng tội trong giờ rảnh của tôi thì họ nhờ tôi sang giúp giải tội. Họ trao cho tôi các em lớp thêm sức khoảng chừng 12, 13, 14 gì đó. Thì khi các em vào thì bao giờ tôi cũng hỏi các em thế này. Sau khi xưng tội xong thì con cảm thấy linh hồn con thế nào? Thì tất cả các em trả lời là con cảm thấy vui, con cảm thấy bình an, Câu hỏi thứ hai, sau khi xưng tội thì cái gì xảy ra cho gia đình con? Không đứa nào trả lời được. Bây giờ tôi hỏi anh chị em là phụ huynh, khi anh chị em xưng tội, thí dụ chiều nay anh chị em xưng tội, cái gì xảy ra cho gia đình anh chị em? <laughs> anh chị em thấy uh, nó lơ mơ lắm. Thì tôi nói với các em thế này, khi các em vào có một em tôi nói với nó bây giờ con dùng cái trí tưởng tượng của con cái imagination trong đầu của con ấy con tưởng tượng ba con ngồi đây mẹ con ngồi đây con ngồi đây và có thể là em con ngồi đây trong bữa cơm chiều nay và cái miếng bánh thì nó có bốn phần phần của con con vừa xưng tội xong linh hồn của con giống như một thiên thần vậy con vừa nói với cha là linh hồn con là bình an là vui ba con cũng nóng tính mẹ con cũng đâu có phải là người không có tội đâu nếu họ không xưng tội mùa noel năm nay linh hồn của họ không có giống linh hồn của con thì nó cũng giống như miếng bánh vậy bốn phần phần của ba con của mẹ con đó, họ ăn nhưng mà họ cứ phải cố nuốt vào bởi vì cái miếng bánh ấy nó hôi lắm còn phần của con miếng bánh thơm Con có thương gia đình con không? Tôi thấy thằng bé nó đằng sau nó im lặng một chút rồi nó sụt sịt rồi nó khóc Vì tôi không có giờ để có thể nói chuyện thêm được với nó Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc là nó thương gia đình nó Hoặc có thể nó thấy rằng ba má của nó chẳng có xưng tội rước lễ Nó là thiếu nhi nó đi thôi Bây giờ nó nghe thấy có người nhắc như vậy Nó buồn chăng, nó khóc <laughs> Gia đình anh chị em cũng vậy Bây giờ tôi giả sử Trong mùa vọng này Thiếu nhi đi xưng tội Nó về nhà Đôi khi Có người đã làm nha. Tôi nói với họ như thế này anh chị em có cảm ơn con khi con đi xưng tội về không hầu hết anh chị em không có cảm ơn các con nhưng mà thỉnh thoảng tôi gặp có một lần tôi vừa mới ra khỏi cuối nhà thờ hai vợ chồng đến cha con cám ơn cha cha đã nói là bố mẹ hãy cảm ơn các con khi các con đi xưng tội về gia đình của chúng con làm như vậy lâu rồi và khi đi xưng tội thì cả gia đình đi bố mẹ vào xưng tội thì con cầu nguyện các con vào xưng tội thì bố mẹ ở ngoài cầu nguyện. Rồi khi gia đình xưng tội xong, chúng con kéo nhau ra restaurant, chúng con celebrate. Đấy là mầu nhiệm đi tìm con người. Vì nếu ông chồng không xưng tội, bà vợ không xưng tội, mà các con không xưng tội, thì anh chị em cứ đơn giản cho tôi một cái định nghĩa gia đình tôi là tập hợp những thùng rác rất là đơn giản vì ông có tội ông giấu ở trong ông vợ có tội giấu ở trong lòng ghét đằng đội nhưng mà ngày lễ cứ phải đến chồng thì âm mưu lừa gạt vợ nhưng mà bên ngoài đọc sách thánh tham gia tất cả hội đoàn anh chị em cứ bình tâm định nghĩa gia đình tôi là tập hợp những lừa dối nhau Gia đình tôi là tập hợp những thùng rác Như vậy bí tích giải tội là bí tích rất tuyệt vời Tôi giả sử Thằng bé đi xưng tội về Bà mẹ Peter con, con đi xưng tội chưa? Con xưng tội rồi Ô mẹ cảm ơn con nhé Trong bữa ăn chiều Bà mẹ ra nói với đứa con như vậy Mẹ cảm ơn con con xưng tội rồi, linh hồn con là một angel, là một thiên thần. Con cầu nguyện để cho mẹ cũng đi sẽ đi xưng tội mùa Giáng sinh này. Con nhớ cái hôm mà mẹ bực mình quá, mẹ tức rồi, mẹ mẹ la con á, mẹ dùng những lời nặng quá. Con buồn, con khóc. Con cầu nguyện để cho mẹ cũng bớt cái nóng tính đi, mẹ muốn đi xưng tội. Anh chị em tưởng tượng thằng bé nó ngồi đó Nó thấy rằng trời ơi Nó có khả năng để làm cho gia đình được hạnh phúc Tại sao anh chị em không lấy những cơ hội như vậy Để xây dựng cái hạnh phúc trong gia đình mình Mẹ cảm ơn con nhá Peter, Teresa Ông bố ở trong nhà nghe thấy như vậy Chạy ra Hey Peter Ba cũng muốn cảm ơn con nữa Mùa Giáng Sinh năm nay, tất cả chúng ta chung quanh gốc noel, tất cả chúng ta đều là thiên thần. Ba cũng nóng tính, anh cũng xin lỗi em. Cái hôm mà anh vào trong nhà bếp, anh để dao, để muỗng, để nổi lung tung rồi em làm việc em rõ xếp đặt đâu vào đó rồi, anh cứ để lung tung rồi em cũng bực mình, anh cũng bực mình. Xin lỗi em. Thằng bé nó ngồi nó nghe Nó thấy mẹ nó, bố nó làm hòa với nhau Nó thấy mẹ nó, bố nó cảm ơn nó về bí tích giải tội Nó thấy mẹ nó, bố nó bảo nó cầu nguyện để hai người đều lãnh nhận bí tích giải tội Có thể anh chị em đã bỏ Đánh mất những cơ hội này rồi Con anh chị em bây giờ đã biệt tâm rồi Quá trễ, Khi một đứa trẻ mà nó không yêu mến bí tích giải tội Thì nó cũng không yêu mến bí tích thánh thể Và nó cũng sẽ không yêu mến bí tích hôn nhân Và đằng sau đó sẽ là đổ vỡ Như vậy anh chị em có quá trễ không? Tôi nghĩ không anh chị em không thể trở về cái thời gian con anh chị em 9-10 tuổi được nữa nhưng mà ơn sủng của Chúa là transform. Ơn sủng của Chúa là biến đổi trong mọi hoàn cảnh. Có thể sau khi anh chị em nghỉ giải lao xong trở lại, tôi sẽ giúp thêm anh chị em. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm để gặp gỡ chính mình. Tội nó cản trở. Khi nói về tội, một số anh chị em hiểu không có đúng, không có rõ, không có phong phú. Tôi nói là không đúng, không rõ và không phong phú là thế này. Thực sự, cái cao điểm, cái quan trọng lại không phải là tôi. <laughs> tôi nói nó không quan trọng là thế này. Anh chị em đừng có hiểu lầm tôi ở cái điểm này. Anh chị em vào, anh chị em xưng hai ba phút là xong quá dễ như vậy đâu có quan trọng nhưng mà cái quan trọng của nó là cái hậu quả của nó thì còn anh chị em chỉ xưng tội và chúng ta được tha tội chứ chúng ta không được tha cái hậu quả của nó vì thế anh chị em phải nhìn cái hậu quả chứ anh chị em không phải đếm những bao nhiêu tội tôi nói rằng nhiều người hiểu không phong phú là thế này cái cao điểm của bí tích giải tội lại không phải là tội mà là tình thương tôi thương tôi juda tự tử chết bởi vì juda không thương chính mình tôi lo âu tôi giấu giếm tôi bối rối tôi băn khoăn tất cả anh chị em đều có kinh nghiệm khi phạm tội thì linh hồn của tôi đó, trở thành một bãi chiến trường tôi bối rối, tôi băn khoăn, tôi lo âu, tôi giấu hiếm, tôi sợ hãi. Như vậy thì tôi đâu có thương tôi. Cho nên biết tích giải tội cao điểm là tình thương. Tôi thương tôi, tôi chữa lành tôi. Bây giờ tôi giả sử ở trong đây tôi nghĩ rằng có thể có nhiều ông bà, cả vợ, cả chồng đang ngồi ở đây. Tôi giả sử Ông vào tòa giải tội, ông nói với bà: "Bà ơi, bà ngồi ở đây cầu nguyện cho tôi nhé. Tôi vào tòa giải tội để tôi xin ơn thanh tẩy. Để tôi thương gia đình, tôi thương bà, tôi thương các con. Vì tội trong tôi nó làm cho tôi trở thành một cái thứ thùng rác mà bà sống với tôi, con sống với tôi tội nghiệp. Cho nên bây giờ bà ở đây phải cầu nguyện đi để cho tôi vào kia tôi giải tội." tôi xin xưng để tôi được giải thoát cái mảnh đời của tôi được giải thoát thì cái gia đình này cũng được giải thoát xin bà phải ở đây mà cầu nguyện cho tôi tôi nghĩ rằng bà sẽ hạnh phúc và ông cũng hạnh phúc bởi vì bước chân ông vào tòa giải tội ông không đi một mình nữa ông biết có một người đang cầu nguyện sau khi lãnh nhận bí tích giải tội xong, bình thường chúng ta biết cảm ơn những người đã làm ơn. Tôi cảm ơn bà đã cầu nguyện cho tôi. Nhưng mà bà lúc đó với cái nhìn như của mẹ Maria, "Ông ơi, tôi cũng phải cảm ơn ông chứ, bởi vì ông thương gia đình ông mới lãnh nhận bí tích giải tội." Cho nên ông đừng nói thế, đừng có nói rằng biết ơn tôi, tôi cũng phải biết ơn ông. Chúng ta thấy hôm qua Thánh Du Xe và Đức Mẹ, họ tìm và họ gặp nhau gỡ. Gian nan thì có, nhưng mà khi con người đi tìm nhau thì họ gặp nhau và tình yêu xuất hiện. Rồi đến phần bà của vào, ông ơi tôi đã cầu nguyện cho ông rồi. Bây giờ ông cũng phải ở đây cầu nguyện cho tôi để tôi lãnh nhận bí tích. Anh chị em tưởng tượng bí tích như vậy nó quá tuyệt vời Và đó là món quà của giáo hội Nhưng mà chúng ta hiểu không có được phong phú Cho nên đôi khi chúng ta làm cho một cái gì đó nó uổng đi Tôi giả sử bây giờ Tết năm nay Các con đến Ba má Chúng con biết ba má thực sự chẳng cần cái gì chúng con có cho ba má một số tiền thì ba má lại cũng đem cho vào nhà thờ gửi về việt nam giúp đỡ thôi nhưng mà tùy ba má chúng con sẽ có một món quà cho ba má nhưng năm nay một mùa giáng sinh rất lạ ba má năm nay chúng con sẽ mừng giáng sinh thế này con biết trong trái tim của ba má buồn chúng con vì anh em chúng con không có nhìn mặt nhau. Có mặt đứa này thì có mặt đứa kia. Râu rể mùa giáng sinh năm nay tất cả chúng con sẽ đi xưng tội. Và món quà giáng sinh năm nay chúng con muốn cho ba má là tất cả gia đình của chúng ta là một gia đình thiên thần. Chúng con đi xưng tội và chúng con sẽ thương mến nhau tôi nghĩ là các bậc làm cha mẹ có thể đứng đó khóc à vì anh chị em đâu có đi tìm gì anh chị em vẫn đang thao thức đi tìm con người đó là ý nghĩa của biết tích giải tội và đặc biệt anh chị em thời gian chúng ta không biết những gì có thể xảy ra trên đầu lễ tôi gợi ý với anh chị em hãy tạ ơn chúa là tối nay chúng ta còn có mặt ở đây Giả sử lúc này anh chị em ở trong bệnh viện Tôi ở trong bệnh viện Bao nhiêu những cái ống bằng plastic Nó chẳng chịt hết cơ thể Anh chị em sẽ nuối tiếc giây phút này Sẽ nuối tiếc cái giây phút mà được đến nhà thờ Chưa trễ cho chúng ta Vì thế anh chị em Phải súng trọn vẹn giây phút này để sống trọn vẹn. Tôi mời anh chị em một phút đứng dậy. Ai lạnh, ai mệt anh chị em cứ ngồi, còn ai không cũng phải đứng dậy. Ý thức thực sự giây phút này, lạy Chúa, chúng con còn có sức khỏe, chúng con còn có mùa Giáng sinh năm nay, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa chúng ta cùng sốt sáng dâng lời kinh sáng danh hỏi mời anh chị em tiếp tục thưởng thức những món ăn của công đoàn bây giờ tôi sẽ trả lời trực tiếp một vài câu hỏi khi chúng ta xưng tội anh chị em hiểu về bí tích này rồi Hôm nay là ngày lễ rất đặc biệt. Tôi muốn kể chuyện cho anh chị em mà thực sự nó hơi lạnh. Anh chị em ngồi đây lâu. Chắc tôi là một trong những người Việt Nam rất là hiếm hoi đã vào nơi mà Thánh Francisco Xavier mà chúng ta mừng lễ này này, chết ở bên Trung Hoa. Năm 1988, tôi qua Macau rồi tôi đi vào Trung Hoa và tôi đến cái đảo thường xuyên là đảo mà mộ của thánh Francisco Xavier chết ở đó rồi có thể tôi cũng là một người mà hiếm hoi trong anh chị em theo vết chân Francisco Xavier -sa sang tới ấn độ bây giờ xác của ngài vẫn đang để ở bên ấn độ khi mà giáo hội cải táng xác của ngài từ bên trung hoa thì đưa về chôn bây giờ thì nó thuộc về nước tôi ký không lầm có thể là Mã Lai một thời gian ở đó rồi mới cải táng từ đó để đưa về Roma nhưng mà ngài giảng đạo cho không biết bao nhiêu trăm ngàn người Ấn Độ cho nên sát ngài khi mà thuyền nó ghé vào bến thì dân chúng Ấn Độ nó không cho sát ngài đi nữa vì thế mà Roma chỉ được một cái cánh tay của Ngài thôi. Xác của Ngài thì dân Ấn Độ nó giữ ở địa phận War, ở miền Nam Ấn Độ. Thế còn không đưa xác về được thì Roma xin thôi cho chúng tay một một cánh tay của Ngài. Thì là họ cho cánh tay của Thánh Phan Cô, thì cánh tay của Thánh Phan Cô bây giờ để ở nhà thờ Giê-xu ở Roma đó. Thì tôi kể cho anh chị em một cái chuyện thú vị lắm khi mà tôi vào chỗ xác của Thánh Francisco Cô Xavier mà chôn ở bên Trung Hoa đó. Tôi đi với một cái ông thầy người Hồng Kông, cho nên ông nói tiếng Tàu. Còn tôi thì tuyệt đối không có nói gì để cho họ không có biết tôi là người Tàu hay là người ngoại quốc. Thì tôi mới hỏi cái ông thầy đó rằng tại sao mà cái nhà nguyện của Thánh Phan Cô Xavier ở đây còn vì thời kỳ văn hóa đỏ trung quốc nó phá bình địa hết thì cái ông già ông kể chuyện ông bảo rằng ngày xưa đảng cộng sản họ chiếm cái nhà thờ này và họ đặt cái bộ chỉ huy của họ nhưng mà cứ ban đêm họ ngủ thì ban ngày lại thấy ở bên ngoài vì thế mà họ rất là sợ vì chúng ta biết người tàu họ tin cái thế giới đời sau lắm họ bảo rằng như vậy cái đền thờ nó rất là linh thiêng cho nên chỉ chặt các cây thánh giá vứt xuống biển nhưng mà còn cái nhà thờ thì không có phá về sau này Trung Hoa họ muốn có khách hành hương tới họ nới rộng tự do thì các tín hữu lại xuống biển nhặt các cây thánh giá tìm được họ lại gắn nó lên thì cái nhà nguyện đó nó ở bên đảo Thượng Xuyên đó rồi tôi khi tôi sang bên tới Ấn Độ thì xác của thánh Francisco Xavier họ để cao lắm, họ để cao ở trên kia. Họ bảo ngày xưa đó thì họ để thấp và họ để cho khách đến có thể kính viếng được. Bây giờ thì họ bảo vệ kỹ lắm, họ đặt trong lồng kiếng rất là dày. Bởi vì khi mà khách đến kính viếng đó thì người nào cũng muốn có sát thánh, cho nên người nào cũng lấy sát thánh hết. Cho mỗi lần mà họ hôn một cái là họ lại ăn cắp một tí. Đó cho nên bây giờ họ làm một cái lồng kính rất là chắc họ để rất là cao nhưng mà ngày lễ này á là có khi họ đưa xuống cho khách đến thì ngày lễ này ở bên địa phận qua thì đông vô cùng họ hành hương về đó cả hàng bao nhiêu chục ngàn người đó là thánh Francisco Xavier và có cái thú vị nữa Francisco Xavier không phải là người mà thực sự thánh Siêu muốn gửi đi truyền giáo ngài chọn hai linh mục trong tên để gửi đi đến ngày thuyền nhổ neo thì một người bị bệnh mà thuyền bây giờ nó sắp sửa nhổ neo rồi thì thánh francisco Viên này này không có ở trong cái chương trình đi nhưng mà thánh yaso thấy bây giờ thuyền nó nhổ neo thì ngài bảo thế thì bây giờ phải có một người thay thế vào bây giờ ai francisco francisco đồng ý và không bao giờ trở lại Thế là xuyến thuyền ra đi là vĩnh biệt quê hương, vĩnh biệt gia đình. Rồi ngày chết ở bên Trung Hoa. Đó vị thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta trở lại đề tài. Tôi xin trả lời những câu hỏi. Tội chúng ta xưng thì hết. Nhưng mà hậu quả thì còn. Có nhiều người, thưa cha con không biết thì có tội hay không? Anh chị em không biết thì không có tội. Thế nhưng mà anh chị em không biết cái hậu quả của nó vẫn còn. Tôi thí dụ, bây giờ anh chị em dê xe ra, anh chị em đâu có biết đứa cháu nó đang ngồi ở đó. Anh chị em dê xe ra, cán gãy chân nó. Anh chị em đâu có biết đứa cháu nó đang ngồi ở ngoài vườn. Anh chị em vứt rác, anh chị em vứt khúc cây, đụng vào nó anh chị em thấy tội thế anh chị em không có nhưng mà cái hậu quả nó vẫn xảy ra vì thế chúng ta đừng thơ ngây chúng ta bảo rằng không biết thì không có tội đúng không biết thì không có tội nhưng mà cái hậu quả nó còn bây giờ anh chị em không biết là virus nó nằm ở đây anh chị em nắm vào cái ổ khóa anh chị em không biết nhưng mà cái hậu quả của nó thì nó có Thì tội cũng vậy Đó là điều mà chúng ta hay thơ ngây Như vậy tất cả những tội chúng ta phạm Nó đều có hậu quả của nó Bây giờ làm sao để hết cái hậu quả Khi anh chị em nhận ân xá Thì cái điều kiện để nhận ân xá Thí dụ tháng 11 vừa rồi khi chúng ta thăm viếng nghĩa địa, khi chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ Đức Cháu Hoàng, chúng ta được ân xá. Thế thì cái điều kiện để lãnh ân xá là phải xưng tội. Như vậy chứng tỏ rằng anh chị em sạch tội khi chết vẫn chưa được rỗi linh hồn, bởi vì chúng ta còn cần ân xá nữa. Bởi vì nếu mà sạch tội chết rỗi linh hồn thì cái thần học về ân xá để làm gì chúng ta không cần ân xá cho nên có cái nền thần học về ân xá thì chúng ta phải hiểu rằng như vậy chúng ta phải được cất nhắc những cái hậu quả của tội thì chúng ta mới được rồi để tóm gọn anh chị em có thể làm ba điều này để anh chị em lãnh nhận ân xá Thứ nhất, khi anh chị em dâng lễ, cầu nguyện, đi chặng đàng thánh giá, suy tôn thánh thể, nghĩa là anh chị em làm bất cứ những nghi thức nào thuộc về phục vụ, anh chị em, tôi thấy mấy ngày hôm nay anh chị em đến đây để anh chị em chầu thánh thể, anh chị em tham dự thánh lễ, anh chị em tham dự tĩnh tâm, anh chị em được ân xá, và chúng ta rất cần Bởi vì hậu quả của tội chúng ta có Điều thứ hai Là khi anh chị em làm một việc bác ái Tôi thí dụ Hôm qua anh chị em về Tôi còn ở lại đây ít phút nữa tôi về sau Cho nên thật sự tôi thấy một số anh em hôm qua Phải tháo tất cả những cái vải bạt từ cái lều này á Rất là vất vả anh chị em tưởng tượng tháo hết bằng này cái nó xuống bởi vì gió nó có thể bay đi họ được ân xá chị em, chị em đừng nghĩ rằng ồ mấy cái người đó đạo đức mấy cái người đó thì thế này thế kia anh chị em vào trong nhà vệ sinh anh chị em thấy nơi dơ anh chị em tự động anh chị em lau đi lạy chúa con làm việc bác ái này để cho người khác khỏi trượt chân anh chị em được ân xá Bởi vì nếu không thì tất cả những việc lành đó nó trở thành vô ích và khờ dại. Và chúng ta cần. Bởi vì nếu chúng ta không làm những việc lành như vậy thì cái hậu quả của tội nó còn. Rồi anh chị em đặt vấn đề lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có thương con anh chị em không? Có. Anh chị em có cho nó sự thông minh của anh chị em ở trong đầu anh chị em được không? Không Vậy thì anh chị em làm gì? Anh chị em cho con của anh chị em phương tiện để nó đạt được sự thông minh bằng cách nó phải đi học Vậy lòng thương xót của Chúa là gì? Lòng thương xót của Chúa là cho anh chị em bao nhiêu những cái món quà Thời gian anh chị em có Cơ hội để anh chị em làm việc bác ái Chúa chỉ cho anh chị em được những phương tiện lòng thương xót của chúa không thể cho một cái miễn trừ là người có tội còn hậu quả có tội được rỗi linh hồn vì như vậy nó nghịch lại với cái bản chất tốt lành của thiên chúa thiên đàng là gì thiên đàng là nơi bình an là nơi không có rình mò là nơi không còn hận thù cái bản chất của thiên đàng là như vậy bây giờ chúng ta chết tất cả chúng ta sẽ về trời nhưng thiên đàng là gì là nơi mà không có hận thù tôi thấy tôi vẫn còn hận thù nó không thích hợp với thiên đàng anh chị em còn lừa gạt người này cái hậu quả nó còn anh chị em chết anh chị em xưng tội rồi nhưng mà cái hậu quả nó còn thì khi anh chị em đối diện với cái chết đời sau câu trả lời thiên đàng là nơi mà không có còn nợ nần anh chị em thấy vẫn mắc nợ không thích hợp thì lòng thương xót của chúa lại theo dõi anh chị em nữa bằng cách cho anh chị em thời gian thanh tẩy ở luyện tội vì thế chúng ta mới có nền giáo lý về luyện tội nhưng khi đã ở luyện tội thì chúng ta không biết được thời gian bao lâu như vậy anh chị em rõ để tôi sống tự do và hạnh phúc thì tôi phải hết những cái hậu quả của tội. Khi anh chị em hiểu như thế, thì anh chị em sẽ thấy đời này nó đẹp vô cùng. Nó đẹp là ở chỗ. Lúc nãy tôi nói với anh chị em, cảm ơn Chúa chiều nay con vẫn còn được đứng ở đây. Cảm ơn Chúa con không có hấp hối. Cảm ơn Chúa ngày mai con còn làm được việc bác ái. Cảm ơn Chúa tối nay con còn lần chuỗi được nữa. Nó quý vô cùng. Bởi vì nếu bây giờ chúng ta ra đi Những hậu quả của tội Có thể còn Chúng ta không còn cơ hội Khi chúng ta về tới thiên đàng Và bản chất của thiên đàng Là không có gian dối Không có nợ nần Không có oan trái Mà nếu chúng ta còn Thì luyện tội là nơi ân sủng sau cùng Chúa lại tìm cách cứu vớt Thì nên học Nền thần học về ân xá dạy chúng ta rằng Tôi hôm nay có thể làm việc bát ái Tôi nhặt cỏ ở sân nhà thờ Tôi lau nhà vệ sinh Tôi công đức với cái đèn Lúc nãy cha Tuyên ở đây vừa mới nói Là trời lạnh lắm Cần những máy sưởi Không phải là anh chị em đặt mấy cái máy sưởi vào đây Cho chúa Chúa không có cần cái máy sưởi này Anh chị em cần vì thế vì thế khi mà tôi đặt mấy cái máy sưởi vào đây tôi không có tôi không có cho chúa đâu mà tôi cho anh chị em bởi vì đấy là cái việc bác ái tôi làm mà khi tôi cái làm cái việc bác ái đó thì cũng chẳng phải tôi là một ân nhân cho anh chị em tôi làm để tôi bù trừ lại cái hậu quả mà tôi đã gây ra vì lỗi đức công bình cho chính tôi và có thể cho bố mẹ của tôi ở luyện tội vì thế khi anh chị em làm những việc như công đức, những cái đèn, những cái máy sưởi này Anh chị em làm là làm cho chính mình Đôi khi cái ngôn ngữ của chúng ta nói Chúng ta bảo là chúng ta dâng cho Chúa Nó cũng đúng chứ không phải không Nhưng mà nó đúng với một cái ý nghĩa mà cần phải được cắt nghĩa kỹ hơn Vì thực sự Chúa đâu có thấy lạnh đâu Anh chị em ngồi đây anh chị em cảm chứ Chúa không có cảm Nhưng mà bởi vì cái việc bác ái tôi làm thì Chúa cho rằng vì cái tình bác ái đó Chúng ta kể là cho Chúa Chúng ta phải hiểu như vậy Thế thì khi Chúa kể như vậy Thì cái hậu quả của tội của chúng ta đó, Nó được cất nhắc đi vì cái việc bác ái đó Khi anh chị em hiểu như vậy Anh chị em dâng cúng trong nhà thờ Anh chị em sẽ vui lắm Bởi anh chị em thấy là tôi làm cho chính tôi thôi Và anh chị em sẽ nói lạy Chúa hôm nay con lại được đi lễ bởi vì nếu bây giờ tôi hấp hối tôi không còn cơ hội nhưng mà chúng ta thiếu một cái nền giáo lý minh bạch rõ ràng nhiều người hiểu không có đúng cho nên cứ nghĩ rằng tôi phải đóng cửa tiệm chiều hôm nay sớm hơn một tí là tôi hy sinh tôi dâng lên cho chúa chúng ta không có hy sinh không có dâng lên cho chúa tôi đóng cửa tiệm sớm một tiếng đồng hồ để tôi đến đây tôi chầu thánh thể để tôi bù trừ cho cái hậu quả tội mà tôi đã phạm 10 năm về trước. Cho ông bà bố mẹ của tôi đang ở luyện tội. Đó là lòng thương xót của Chúa. Tôi là một kẻ thí dụ bất hiếu với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi chết rồi. Như vậy tôi có thể trở thành một người con bất hiếu suốt đời mà không sửa được. Nhưng nhờ cái liên hệ ơn xá này tôi làm việc bác ái để chuyển cầu ân sủng cho các linh hồn đã chết thì tôi lấy lại được cái bất thiếu của tôi nếu anh chị em hiểu rõ như vậy anh chị em sẽ thấy quý thời gian lắm hôm nay lại được đi lễ nhưng mà họ không hiểu vậy cho nên họ nghĩ rằng thôi bây giờ đi lễ online là đủ rồi Quá dại Lát nữa anh chị em có sáng bác Anh chị em cứ hỏi Như vậy Anh chị em làm việc bác ái Anh chị em lãnh xã, Đó là điều kiện thứ hai Cái thứ ba Là khi anh chị em hãm mình Hãm mình là thế này Thí dụ anh chị em Khỏe mạnh Anh chị em không có cần chất vitamin Và anh chị em cũng đủ rồi sức khỏe nhưng mà anh chị em nhìn thấy hôm nay cộng đoàn đem cái món ăn nó quá thơm nó ngon quá anh chị em thèm ăn, anh chị em được ăn nhưng mà nói về cái cơ thể của mình thực sự mà có cần cái chất bổ dưỡng đó không thì là không anh chị em không ăn cái đó thì đó gọi là hãm mình khi anh chị em tập luyện như vậy thì em chị em cũng được ân xá thì cái ân xá đó là nó cất nhắc bớt những hậu quả do tội anh chị em phải làm chứ không phải xưng tội xong là hết nếu như vậy thì anh chị em thấy tôi xin lặp lại chúng ta thấy cuộc sống này quý lắm và từng giây từng phút trong đời sống của chúng ta nó tuyệt vời bởi vì lúc nào chúng ta cũng có thể tìm kiếm cái phúc hôm nay tôi nói với anh chị em Cao điểm của bí tích giải tội thực sự không phải là tội mà là phúc, đi tìm cái phúc. Tôi thương tôi, tôi chữa lành vết thương của tôi, của những người trong gia đình của tôi, đó là phúc. Một điều nữa tôi muốn gợi ý giúp anh chị em nói về bí tích giải tội. Rất nhiều trường hợp và anh chị em có kinh nghiệm, anh chị em xưng tội xong, có khi một thời gian rất ngắn anh chị em lại trở lại cái tội đó. Có những tội anh chị em không thoát ra được. Lý do là bởi vì khi anh chị em đi xưng tội thì anh chị em chỉ xưng tội chứ anh chị em không có trục xuất Satan. Trong bài đọc của Thánh Gioan lúc nãy, Satan nhập vào Judah và phúc âm Chúa trừ quỷ rất là nhiều lần Bây giờ tôi xin có ý một cái hình ảnh như thế này Thí dụ <laughs> Satan đến cám dỗ tôi Giống như nói với bà Ea Và Bà ơi ăn trái cây đó đi rồi bà sẽ trở nên thông minh Satan đến cám dỗ Satan đến cám dỗ một người Phạm tội Ngoại tình lừa gạt satan nhập vào Judah như vậy có mặt của satan có mặt của cám dỗ tôi phạm tội rồi tôi đi lãnh nhận bí tích giải tội tôi được sạch tội nhưng mà satan nó vẫn ở đây nó có đi đâu vì thế năm ba bữa ít ngày sau tôi lại trở lại cái tội đó bởi vì sự hiên diên của nó vẫn còn ở đây vì chúng ta chỉ lãnh nhận bí tích giải tội mà chúng ta không có một cái nghi thức gọi là trục xuất trừ tà. Lúc ban đầu tôi hỏi anh chị em tại sao các nhà thờ hôm nay đọc kinh Tổng lãnh Thiên Thần mi -e sau Thánh Lễ. Kinh đó là gì? Kinh đó là kinh trục xuất Satan ra khỏi đời sống. Xin Chúa kìm hãm nó như vậy sau khi anh chị em lãnh nhận bí tích giải tội, anh chị em cần trục xuất Satan, trục xuất như thế nào? Chúng ta có hai lời nguyện. Khi anh chị em lãnh nhận bí tích giải tội, lời nguyện thứ nhất là anh chị em cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa xin giải thoát con khỏi tội lỗi, lạy Chúa xin giải thoát con khỏi cái buồn bã lạy chúa xin giải thoát con anh chị em phải đạp rõ anh chị em đang bị cái gì nó vương mắc giáo lý thì dạy chúng ta thế này đi xưng tội thì phải nhớ tội gì bao nhiêu lần rồi có nhiều người hôm nay họ đơn giản hơn chúa biết hết rồi thực sự thì đúng chúa biết hết nhưng mà cái vấn đề là mình có biết không? Cái gì anh chị em thấy thiên thần thì có thiên thần Gabriel, có thiên thần Seraphim, có thiên thần Michael tổng lãnh thiên thần, có thiên thần bổn mệnh, thiên thần có nhiều cấp bậc. Thì khi Lucifer phản loạn lại Thiên Chúa thì quỷ nó cũng có nhiều cấp bậc. Và chúng ta có những cái tên gọi tương tự như phúc hợp nói đến khi chúa trừ quỷ câm đó thì người đó nói được như vậy có một loại là quỷ câm nó có cái tên của nó như vậy thì quỷ gian ác quỷ lừa gạt quỷ kiêu ngạo quỷ lười biếng mỗi quỷ nó có cái tên của nó tôi thí dụ bây giờ có một loại quỷ gọi là quỷ thù hận <laughs> nó đến nó cám dỗ tôi tôi nhớ tới người này nhớ tới nghề kia là tôi thù tôi hận cái người đó quỷ nó đến nó cám dỗ tôi như vậy và tôi thù hận người này người kia tôi đi xưng tội năm ba bữa tôi thấy bình an nhưng mà cái quỷ thù hận nó vẫn còn ở bên cạnh tôi nó đâu có bỏ tôi đâu tôi đâu có trục xuất nó Tôi chỉ đi cầu nguyện với Chúa thôi. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa giải thoát con, xin Chúa bán ơn cho con. Nhưng mà tôi chưa có cái lời nguyện để trục xuất nó. Thì chúng ta cần một lời nguyện thứ hai. Sau khi lãnh nhận bí tích giải tội, anh chị em xét trong tâm hồn anh chị em. Anh chị em thấy có một cái tội rất là thường xuyên phạm. Thí dụ, cái tội mình thù cái người này. Thì anh chị em cần cái lời nguyện trừ tà này. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho mi hỏi Satan quỷ thù hận ra khỏi ta. Tránh xa ta, hỏi Satan cút xéo. Đôi khi anh chị em nghĩ rằng cái chuyện đó nó có vẻ như là nhưng mà thật sự anh chị em không trục xuất nó. Các nhà trừ tà đặt một câu hỏi thế này. Ma quỷ, quỷ nó có hạnh phúc không? Và cái hạnh phúc của quỷ là gì? Thì các nhà trừ tà trả lời rằng quỷ nó có hạnh phúc. Và cái hạnh phúc của nó là thế này. Thí dụ đây là cái thằng quỷ hận thù Thì tôi càng hận thù bao nhiêu, thì cái quỷ hận thù đó nó càng hạnh phúc bấy nhiêu cái vui sướng của nó là làm sao cho tôi càng hận thù tôi càng hận thù thì nó càng say xưa trong cái hận thù của tôi và nó hạnh phúc vì thế mà chúng ta khó thoát ra được cho nên nó có hạnh phúc như vậy khi tôi đi xưng tội tôi cần một lời nguyện truyền khiến nhân danh đức giêsu kitô hỏi sự thù hận trong ta quỷ satan cút xéo rồi bất cứ khi nào tư tưởng của anh chị em bắt đầu cảm thấy sau những ngày xương tội cảm thấy như là mình lại sống lại cái giây phút thù hận nó mới bắt đầu thì anh chị em nhân danh đức giêsu kitô hỡi satan cút xéo ngoài lời cầu nguyện với chúa chúng ta cần một lời nguyện trục xuất nó và bất cứ khi nào anh chị em thấy nó bắt đầu nhen nhúm trong tâm trí của anh chị em thí dụ sự kiêu ngạo thí dụ sự gian dối khi cái tư tưởng của anh chị em nó bắt đầu thiên chiều về thì anh chị em phải nhân danh đức giê xu kitô go away ra khỏi nơi này và khi anh chị em chỉ cần làm năm ba lần được thì anh chị em sẽ có kinh nghiệm là satan nó sẽ yếu thánh y nhà số nói rất rõ trong nguyên tắc để phân biệt thần lành và thần dữ ngài nói rằng nó sẽ yếu rất nhiều khi mà anh chị em phản ứng lại như vậy vì thế, tôi có thể tạm dừng lại ở đây để cho anh chị em có thể đặt những câu hỏi, nhất là cái gì liên quan tới ân xá, tới tội lỗi, tới hậu quả và những gì tôi vừa mới trình bày với anh chị em. Ngoài vấn đề anh chị em lãnh nhận, bí tích giải tội, cầu nguyện với Chúa, xin ơn giải thoát, anh chị em còn có một lời nguyện truyền khiến để trục xuất tất cả các tà thần ra khỏi đời sống của mình. Đấy là lý do tại sao anh chị em cần đọc kinh tổng lãnh thiên thần Mikaia sau mỗi thánh lễ trong gia đình anh chị em. Cảm ơn anh chị em, chúc anh chị em mùa vọng sốt sáng và đặc biệt mùa Giáng sinh chúng ta sẽ gặp một con người là Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn anh chị em. Và bây giờ tôi đẩy cho anh chị em đặt câu hỏi nhá. À, tôi có thể xuống gần dưới đây để anh chị em có đặt câu hỏi thì tôi nghe rõ hơn có ai thắc mắc hoặc cái gì tôi nói nó chưa rõ thì tôi lấy cơ hội này à, vậy cái microphone ở chỗ nào test như vậy tôi nghĩ là có một người đứng ở đây có microphone ở đây để cho anh chị em ừ. ok yeah, yeah, xin đợi gì rồi những ai muốn đặt câu hỏi thì tôi nghĩ là cứ anh chị em cứ xếp hàng đứng ở trên đây gần đèn xa xa nhau một tí, rồi có microphone cho nó đỡ mất thời gian. Vì chúng ta không có nhiều thời gian cho nên chúng ta đề cập vào những câu hỏi trực tiếp những chỉ tôi vừa trình bày thôi nhá. Nếu chúng ta đi miên man những câu hỏi khác thì sợ là chúng ta không có thời gian nhiều đâu. nhiều vâng. lần Thưa cha, nhiều lần con nghe về ơn toàn xá đó cha. Rồi uh, liên quan đến uh, được tha tội. Testing, testing. Dạ, yeah, phải nói thật sát miệng, dạ. Yeah. Thưa cha, nhiều lần con nghe về ơn toàn xá cha. Rồi nào, con thấy lơ mơ về được tha tội. Tội thì được tha mà bà vẫn còn, thì con chưa hiểu rõ lắm, xin cha giúp. Ờ, nếu bây giờ thì tôi không biết là cắt nghĩa bao giờ cho nó xong được bởi vì thì, thì lúc đấy tôi nói với anh chị em tội thì được tha và có khi không có tội đó nhưng mà cái hậu quả thì bao giờ nó cũng có cái đó thật là rõ phải không có ai không đồng ý nghĩa là tội thì hết bây giờ tôi thí dụ thế này một em nó ăn cắp xe, nó xỉ ke ma túy rồi bây giờ em mới vào tù. Sau 7 năm ở trong tù bây giờ được đi tự do ra ngoài. Em đó bây giờ rất là tốt. Đến sinh hoạt với anh chị em. Tội thì được tha rồi. Cả gia đình hạnh phúc. Những cái hậu quả nó còn nghĩa là Bây giờ em mới ra nhà băng mượn tiền thì nhà băng họ bảo rằng à, thế anh có cái gì để thế chấp anh có đi làm không? À không. Thế những ngày vừa qua anh đi làm ở đâu? Ồ những ngày vừa qua thì tôi đi tù. Ồ nhưng bây giờ tôi tốt lắm rồi. Thì nhà băng nó bảo tuyệt vời, nhưng mà chúng tôi không cho mượn tiền được. Bây giờ em mới muốn vào đại học thì họ bảo thế học xong trung học chưa? À, chưa. À, thế Thế những năm vừa qua ở đâu? Làm gì? À, tôi đi tù nhưng bây giờ tôi tốt lắm rồi tốt thì có tốt tội thì hết nhưng mà hậu quả đại học nó không có nhận anh phải đi tìm cái chỗ nào thích hợp với anh đó như vậy thì đời sống thiêng liêng của chúng ta nó cũng như vậy nghĩa là tội thì chúng ta hết nhưng mà cái hậu quả bởi tôi thí dụ bà giật hụi của người ta 100 trăm đô la bà đi xưng tội đọc có ba kinh kính mừng thôi hết tội chết lên thiên đàng 100.000 đô la, ba kinh kinh mừng, quá rẻ, không được không được vì thế cái hậu quả nó còn rồi các ai có câu hỏi nào không vì thế đây là một đề tài mà anh chị em phải tìm hiểu rất là kỹ và đề tài này rất là thiết thực vì nó cần đến trong đời sống hàng ngày của chúng ta ngày nào chúng ta cũng cần cái ân xá này Thưa cha người... phân biệt toàn xá, đại xá rồi các bậc của xa nó ảnh hưởng tới ân sủng khác để mà được uh, uh, hậu quả để tha thứ cái hậu quả của tội cho đây là một đề tài rất là tuyệt vời khi chúng ta nói về ơn nha lúc nãy tôi có hỏi anh chị em rằng khi đứa bé nó xưng tội về mình không cảm ơn nó bây giờ con nó lớn rồi bây giờ nó đi rồi có quá trễ không tôi bảo là cũng không quá trễ đâu vì trong xã hội chúa cho chúng ta một cái ơn nữa là cái ơn transform ơn biến đổi Thí dụ anh chị em cầu nguyện mà anh chị em không có được cái ơn mà anh chị em xin đó như vậy có phải là chúa không nhận lời không như vậy có phải là không được ơn không có nhưng mà cái ơn đó là cái ơn biến đổi thì bây giờ nếu mà tôi lại cắt nghĩa về cơn biến đổi á, thì không biết bao giờ nó mới hết thời gian được, thấy không? Bây giờ tôi trả lời ngắn gọn là thế này. Cái câu hỏi anh đặt ra rằng bây giờ phân biệt ơn toàn giá, ơn đại xá, ơn tiểu xá rồi những cái ơn ơn như thế này. Đó. Anh chị em đọc ở trong những cái kinh cổ ngày xưa đó thì anh chị em thấy rằng đọc kinh này thì được ơn tiểu xá 200 ngày, 100 ngày hay bao nhiêu ngày. Hôm nay giáo hội dùng một cái ngôn ngữ trưởng thành hơn giáo hội không có nói rằng đọc kinh này thì được bao nhiêu ngày bao nhiêu ngày bởi vì chết rồi không còn đồng hồ nữa ở luyện tội lúc đó là không có 24 tiếng hay là bao nhiêu tiếng nữa cho nên không thể nói được ngày hay đêm cho nên giáo hội nói một cái ngôn ngữ trưởng thành giáo hội chỉ nói rằng ơn toàn xá là tha hết tất cả còn dưới cái toàn xá đó thì tha một phần một phần đó thì nhiều hay là ít thì tùy đó. cho nên nếu mà chúng ta bỏ rằng tha một phần là tha bao nhiêu, đó. chúng ta cho một cái ngôn ngữ là uh, luyện tội 300 ngày 200 ngày, đó là cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu thôi. sứ chết rồi giáo hội không có muốn dùng cái ngôn ngữ như vậy nữa, nó không có thích hợp. như vậy ơn toàn xá là tha hết tất cả những hậu quả. Đó. thí dụ cái người trộm lành trong phúc âm tích tắc chúa bảo rằng hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta chưa có ai được phong thánh chỉ có người trộm lành đó là chính chúa phong thánh anh ta có đền đâu như vậy những hậu quả của tội anh ta ở đâu đó là cái đề tài rất là thú vị nhá thế thì về ân xá tôi có soạn một đề tài khá chi tiết ở trong cuốn kẻ đi tìm ở trong đó tôi soạn ra là ân xá lịch sử của ân xá làm gì để được ân xá nó nằm ở trong cái cuốn kẻ đi tìm còn tôi trả lời vấn nạn người trộm lành tại sao chưa có đền gì cả chết tích tắc như vậy mà chúa phong thánh cho ông ta như vậy thì ông ta đền hồi nào thì tôi cũng đã trình bày và tôi có post trên trên việt catholic ít nhất là hai lần ở trên việt catholic bài đó rồi tuy nhiên ở trong những quyển sách ở cuối kia anh chị em muốn tìm đọc anh chị em có thể có còn đó về ơn đó thì ơn xá thì kiền hiểu toàn xá là ta hết còn nhớ ơn dưới toàn xá thì tha một phần nhưng chúng ta không có nên nói rằng tha bao nhiêu ngày bao nhiêu ngày nữa vì cái ngôn ngữ đó nó không thích hợp với cái đời sống sau khi chết vì không còn thời gian nữa như vậy nữa ok còn câu hỏi nào kinh yeah. à, thầy cha con có câu hỏi như thế này con biết ân xá thì cho các linh hồn con đã phân hiểu vậy và ân xá như cha nói là cho chính mình con nhưng câu hỏi của con rằng là cái ân xá con làm cô cho các con người thân của con được không OK, câu hỏi rất hay. Ân xá thì thứ nhất là cho chính mình, nhá. Thứ hai là cho các linh hồn đã chết. Câu hỏi cũng là như vậy thì có cho những người còn sống được không? Cho các con của mình được không? Nhá. Thì câu trả lời của tôi rằng, bởi vì khi chúng ta nói đến ân xá thì chúng ta định nghĩa nó tròn lại là thế này là ân xá. Đó ơn được khỏi bệnh, à, cái ơn này là khỏi bệnh, à, ơn được sự khôn ngoan, nhưng mà khi chúng ta gom hết tất cả lại ấy, thì nó là gì, nó là ơn của chúa, tất cả nó là ơn của chúa thôi, à. nhưng mà trong cái ngôn ngữ chúng ta phân tách cái ra để chúng ta hiểu cái ơn này thì cái mục đích của nó để làm cái gì cái gì thì câu hỏi được đặt ra là như vậy cái ân xá đó có cất nhắc cái hậu quả của những người còn đang sống không thì theo giáo lý thì không nhưng không cất nhắc cái hậu quả nhưng mà những việc lành thí dụ anh đến chầu thánh thể cầu nguyện cho đứa con thì cái ơn đó cái ơn hoán cải hoặc là một ơn nào đặc biệt chúa vẫn có thể ban cho cái người đó là những người còn sống và các nhà trừ tà cho chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện nó rất là mạnh khi mà anh chị em cầu nguyện cho một người nhé. cho nên tôi chỉ có thể trả lời rõ không cất nhắc cái hậu quả của người đó nhưng mà cái ơn biến đổi có thể xảy đến và có thể cái người đó sẽ cất nhắc cái hậu quả của chính họ do cái ơn mà anh cầu nguyện cho họ à, Thưa cha con có, ý, con có câu hỏi à, Như cha nói là xin Chúa à, cầu nguyện Chúa để Chúa đuổi anh quỷ nó ra nhưng mà làm sao con biết nó đã ra rồi nhiều khi nó ghê lắm nó làm bộ nó nó đã ra rồi nhưng mà con không biết thí dụ vậy cứ hỏi thứ hai là bây giờ mẹ con nó con biết là à, ai cũng phải qua luyện ngục con muốn làm nhiều việc lành cho mẹ con để khi mà mẹ con chết đó, thì mẹ con không phải qua luyện ngục hoặc là qua rất là ít hoặc là không ăn nóng thì chú có chịu uống cho vì là hoặc là con muốn làm việc lành con cầu nguyện cho gia đình các em tại thái là người thân của con để được bớt tội Con cảm ơn cha cái câu hỏi thứ hai quan trọng hơn nhá cái câu hỏi về cái ân lành cầu nguyện cho những người đã qua đời ok trước hết anh chị em phải gạt bỏ ra khỏi đầu óc của anh chị em cái ý nghĩ như thế này, luyện tội là hình phạt, luyện tội không phải là hình phạt, luyện tội là lòng thương xót của Chúa cho chúng ta được thanh tẩy. Như vậy tôi nói với anh chị em, Chúa tuyệt vời, Chúa không có dựng nên cái gì là xấu xa nhưng mà cái bản chất của thiên đàng là nơi đó không có tội, cái bản chất cái nature của thiên đàng là không có tội, thì khi tôi có tội nó không thích hợp với thiên đàng. tôi thí dụ à, mấy anh em làm việc hoặc là bán quán ở đây, tôi là người khách đến tôi đi ngang qua, tôi thấy mấy chị hay là mấy anh đang làm bếp với là đầu tóc bù xù. Tôi, bảo, tôi, tôi mời ra ngoài để chụp hình với tôi một cái Thì tự động họ từ chối Họ không có muốn chụp hình Tôi đâu có phạt họ đâu Nhưng mà họ bảo rằng Cha thấy con đầu óc dơ dáy thế này Đứng chụp hình cô không thích hợp Thì thiên đàng nó cũng vậy Cái người có tội đó, khi đối diện với thiên đàng Thì thấy nó không thích hợp Mấy người này tự động bảo Thế cha để cho con đi con chảy cái đầu cá Rồi con sửa lại cái áo ấy, rồi chụp hình Họ tự động thì thiên đàng cũng vậy Tôi có tội nó không thích hợp Thì lại Chúa bây giờ con làm sao Chúa bảo Những ngày con sống Cha cho con biết bao nhiêu cơ hội Mà tại sao con không sử dụng Thôi bây giờ Cha lại tìm cách Để cứu vớt Cái final blessing Là luyện tội Vì thế anh chị em phải gạt bỏ đi Đừng có nghĩ rằng luyện tội là nơi Chúa phạt mình Không phải Là nơi cần thiết để được thanh tẩy nhưng mà cần thiết như thế nào và những gì xảy ra không có ai câu trả lời, không biết. Như vậy thì nhờ mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Trong kinh Tin Kính chúng ta đọc thế này: Tôi tin các thánh cùng thông công. Đó, nhờ cái kinh cái lời đó ở trong kinh Tin Kính mà chúng ta mới được ơn cứu độ là thế này. Các thánh cùng thông công có nghĩa là các thánh ở trên thiên đàng thông công với những con người đang trở nên thánh ở luyện tội và thông công với chúng ta là những người đang chiến đấu để trở nên thánh. Vì thế giáo hội không phải là chúng ta là giáo hội mà thôi. Giáo hội là các thánh trên thiên đàng, đó là giáo hội đã chiến thắng rồi. Giáo hội của chúng ta là giáo hội đang chiến đấu, còn giáo hội ở luyện tội là giáo hội đang thanh tẩy thì ba giáo hội này liên hệ với nhau qua Chúa Kitô. Cho nên khi tôi cầu nguyện tôi làm việc lành, tôi rước lễ Tôi đến với Chúa Kitô thì tôi chuyển cầu ơn thánh được cho những người ở luyện tội. Vì thế chúng ta rất cần làm những điều đó cho các linh hồn ở luyện tội. Rất cần. Còn cái câu hỏi trước nó không có quan trọng. Vấn đề là về quỷ. Thực sự anh chị em đừng có nghĩ nhiều về nó. Anh chị em đọc vào trong sách chuyện một tâm hồn của anh Teresa Hải Đồng Giêsu Ngài viết thế này này. Ngài bảo là con thấy mấy con quỷ nó giống như con, quỷ con vậy nó nhìn thấy con nó sợ con đi tới đâu có muốn xem nó làm gì thì nó cứ lùi nó sợ con lắm vì nó sợ một linh hồn có chúa cho nên thực sự chúng ta không có sợ gì cả điều có cái anh chị em cần phải hiểu mà nếu hiểu bây giờ mà tôi đụng vào cái đề tài này thì nó dài lắm nó không biết nên vào vết có thì tới sáng còn chơi hết được cái đề tài này nhưng mà tôi cũng thông báo cho anh chị em biết là tôi đã chuẩn bị 100 cái thắc mắc về vấn đề này và tôi sắp sửa cho in ra bởi vì tôi thấy trong giáo lý của chúng ta chúng ta thiếu cái đề tài này lắm chúng ta đụng tới nó chúng ta nói tới nó thí dụ như là bùa ngải có hay là không cầu cơ gọi hồn về có hay là không chúng ta đụng chạm quá nhiều và chúng ta không có tài liệu để trả lời rõ thì tôi đã soạn một tập 100 câu hỏi như vậy và có thể là trong năm tới tôi sẽ cho in thì hy vọng nó sẽ giúp anh chị em trả lời một số những cái thắc mắc đó vâng một hai câu hỏi nữa rồi chúng ta yeah, yeah. thưa cha uh, như cha nói là uh, tội có tội nặng tội nhẹ và và còn theo con nghĩ có tội uh, trực tiếp và gián tiếp nếu con là một người công giáo con uh, bầu cho một người hoặc một đảng phái họ phá thai <laughs> họ làm những uh, họ họ làm những cái ngược với đạo công giáo của mình như vậy thì uh, cái tội của con là, là là tội gián tiếp hay là trực tiếp mà con hoặc là có tội hay không thưa cha? Theo anh thì có tội hay không và theo anh thì là gián tiếp hay trực tiếp? Theo con đó thì 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 đó là gián tiếp nhưng mà con nghĩ đó nếu mà con bầu cho một người mà họ uh, ủng hộ phá thai họ họ có cái uh, uh, sắc luật phá thai thì con nghĩ là có là, là có tội nhưng con không biết chắc chắn như cha ông trả lời tôi đồng ý với câu trả lời của ông cho nên chúng ta có thể chấm dứt cái câu này ở đây vì vì khi ông đặt câu hỏi và ông đã trả lời cho tôi là ông cho rằng ông nghĩ rằng đó, đó là có tội và ông nghĩ rằng đó là gián tiếp đối với tôi tôi đồng ý với ông và cứ tiếp tục như vậy dạ vâng con cảm, giác. cảm ơn cha rồi trời cũng khá lạnh rồi anh chị em chúng ta xin được kết thúc nơi đây nha. Dạ vâng. vâng. À, con xin cảm ơn cha rất là nhiều. À, mình có kết thúc cái uh, buổi tĩnh tâm xong rồi con có vài lời với cha nhé. Dạ. Dạ, vâng. Rồi đây anh chị. Thật sự tôi rất là vui khi được trở lại đây. đã nhiều lần được trở lại đây. Bởi vì uh, thời gian của chúng ta thì thật sự quý lắm. Chúa cho sống ngày nào là chúng ta quý ngày đó. Cho nên kỳ này trở lại gặp lại cha Huỳnh, rồi cha Hồng. Nhất là hôm nay được đi gặp lại cha Chiến nữa. Đó là cái kỷ niệm rất là quý. Tôi vẫn thường hay nói với các cộng đoàn và các nơi rằng một mục tử tốt là một mục tử tìm hết cách dẫn chiên của mình đi. Và tìm hết cách để cho chiên của mình được sống phong phú và dồi dào. vì thế khi tôi trở về đây là do hảo ý của hai cha đã ngỏ ý về đây để cùng với anh chị em trong mùa chay năm nay chúng ta học hỏi thêm về Chúa. nhưng mà để trở lại một chút lịch sử thì anh chị em biết uh, đầu tiên là cha Thúy mời tôi về đây. cho nên chúng ta biết ơn từ cha Thúy cho đến tất cả các cha kế tiếp và tôi cảm ơn cho thúy rồi hai cha ở đây cũng như tất cả anh chị em và chiều hôm nay thì chúng ta có cơ hội để chúng ta chuẩn bị bước vào mùa chay tôi sẽ gợi ý với anh chị em ba đề tài đề tài thứ nhất hôm nay chúng ta trở lại cái tên gọi của chúa chúng ta biết đó là chúa giêsu nhưng mà cái tên giê -xu nghĩa là gì? Thì tối nay tôi gợi ý với anh chị em Từ cái tên gọi, cái định mệnh của tên gọi này Đưa Chúa đến chỗ phải chết Để rồi chúng ta hướng về tuần thánh mùa chay Chúng ta hiểu hơn về cái chết của Chúa Ngày mai thì tôi sẽ gợi ý với anh chị em Từ tên gọi của Thiên Chúa, chúng ta trở về và tìm cái tên gọi cái căn tính của chính mình. Tôi là ai trong cái liên hệ với Chúa? Và tối sau cùng thì chúng ta nhìn vào một khuôn mặt đặc biệt là Thánh Phêrô. Chúng ta có một cái câu ví chối như Phêrô chối Chúa. Nhưng mà thật sự trong cái chối của Phêrô chối Chúa ấy, chúng ta cần dừng lại để xét lại cái căn tính của con người này. Tối hôm sau cùng thì có thể sẽ hơi dài bởi vì trình bày cho anh chị em từ ngọn nguồn của Thánh Phêrô cho đến cuối đời thì có thể sẽ hơi dài. Còn tối nay và tối mai thì tôi cố gắng để anh chị em còn phải đi làm nữa. Tôi xin dựa vào phúc âm của Thánh Mắt Thêu để dẫn anh chị em vào đề tài chiều hôm nay. Anh chị em lắng nghe. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Du Xe chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng Này ông Du Xe, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Tất cả sự việc xảy ra để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như vậy anh chị em thấy tên Giêsu là do trời cao truyền xuống cho Thánh Giuse phải đặt tên đó, không có đặt tên khác được. Và tên Giêsu có nghĩa là người cứu độ. Chữ Giêsu có nghĩa là đấng cứu độ. Anh chị em nghe lại, ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Cái tên đó có nghĩa là cứu độ. Nhưng anh chị em thấy thánh Matheu cho chúng ta cái lịch sử trước cái tên Giêsu thì tên của Chúa là Emmanuel. Anh chị em nghe, để ứng nghiệm lời xưa kia chúa phán qua miệng ngôn sứ này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai người ta sẽ đặt tên cho con trẻ là emmanuel nghĩa là thiên chúa ở cùng chúng ta như vậy anh chị em thấy chúa có hai tên tên trong cựu ước là emmanuel và tên đó có nghĩa là thiên chúa ở cùng chúng ta chuyển qua bên tân ước là Jesus và trở thành đấng cứu độ. Như vậy từ Emmanuel chuyển thành Jesus, từ ở cùng chúng ta trở thành đấng cứu độ chúng ta. Tất cả định mệnh của Thiên Chúa của Đức Jesus Kitô nằm ở trong cái tên này và tình yêu của chúa mà chúng ta hay ca ngợi chúng ta hay nói tới đôi khi nó trở thành mông lung bởi vì chúng ta định nghĩa thế nào về tình yêu của thiên chúa thì tên gọi này cho chúng ta rất rõ tình yêu là ở cùng và ngày nào ở cùng thì sẽ trở thành cứu độ vậy giờ đây chúng ta ngợi ca tình yêu của thiên chúa xin mời anh chị em thính lặng chúng ta ngồi yên, rồi chúng ta đặt tâm tình vào lời ca để chúng ta một phần nào xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm tình của Thiên Chúa bao la như thế nào. Giờ đây tôi mời anh chị em trở lại đoạn tin mừng của Thánh Matthew để chúng ta thấy rõ cái căn tính của Thiên Chúa là ở cùng. Emmanuel ở cùng và cái căn tính ở cùng Emmanuel ở đó thì sẽ biến thành đấng cứu độ khi người ta dịch cái tiếng Emmanuel thì khó mà diễn tả được Emmanuel đối với người do thái có nghĩa là cái lều chứa hòm bia thiên chúa cắm ở giữa những cái lều của người Do Thái khi họ lưu lạc ở trong sa mạc. Trong sa mạc khi họ đi tới đâu thì hòm bia thiên chúa đi với họ, ở với họ, bảo vệ họ, hướng dẫn họ. Cho nên cái tiếng Emmanuel đối với người Do Thái chúng ta khó mà có thể tưởng tượng được nó linh thiêng đến độ nào. Bây giờ chúng ta không dịch ra là cái lều hòm bia Thiên Chúa ở giữa những cái lều. Chúng ta không dịch được như vậy. Chúng ta lấy ý và chúng ta dịch ra là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong kiểu ước, tên gọi của Thiên Chúa ở cùng đó đưa Ngài thành giê -xu, nghĩa là đấng cứu độ. Như vậy cái tình yêu nào mà ở cùng thì sẽ dẫn tới cứu độ Anh chị em sẽ có cái kinh nghiệm Trong đời sống của anh chị em Bây giờ tôi muốn trở lại một chút Về cái tên gọi này Nhất là đối với Với người Việt Nam Với văn hóa Á Đông Tên là một cái gì linh thiêng lắm Cho nên nhiều khi anh chị em Những người lớn tuổi ở đây một chút Thì biết Thay vì gọi tên bố mẹ Thì người ta gọi tên con để thay thế cho nên thay vì gọi cha Huỳnh Thì người ta gọi là cha Tránh Sứ Dùng một cái cái chức vị một Cái tên nó linh thiêng lắm Vì thế mà anh chị em thấy Một trong cái nét đặc biệt văn hóa của Việt Nam Là chúng ta có dòng tên Ngoại quốc làm gì có dòng tên Dòng giê -xu. Nhưng mà người Việt Nam khi nói dòng gì đây Dòng Phan Cô, dòng Đa Minh, dòng đông bosco dòng giê xu thì nghe có vẻ nó xúc phạm quá cho nên văn hóa việt nam mới đổi thành dòng tên tên ai tên chúa giê xu cho nên chúng ta có dòng tên chỉ có văn hóa việt nam có thôi vì cái tên linh thiêng như vậy cho nên khi chúng ta gặp gian nan thì chúng ta kêu tên cực trọng cha ông của chúng ta nói rằng tên đó là tên cực trọng. Và khi nghe tên Chúa Giêsu thì cả hoàng ngục cũng phải run sợ. Vì thế anh chị em thấy cái tên nó linh thiêng thế nào. Thế thì bây giờ tôi giả sử thế này. Anh chị em biết Emmanuel là tên của Chúa rồi mà dịch sang tiếng Việt là Thiên Chúa ở cùng. Như vậy tôi bước ra bàn thờ khi tôi chào anh chị em Chúa ở cùng anh chị em Đó là tôi kêu tên Emmanuel Tên của Chúa Đó anh chị em thấy Nó có những cái liên hệ Anh chị em thấy có cái gì gần gũi Thế bây giờ Tôi giả sử Tôi bước ra bàn thờ Tôi sắp sửa kêu tên cực trọng của Chúa Emmanuel Nhưng mà tôi hơi vội vàng Cho nên trong thánh lễ hôm nay tôi quên tôi không biết là lời nguyện ở trang mấy Bây giờ tôi đước, bước ra bàn thờ rồi Lúc giờ tôi mới vội vàng quá Tôi vừa mở sách tôi tìm xem không biết lời nguyện hôm nay ở trang mấy rồi Chúa ở cùng anh chị em Tôi câu giờ Chứ thật sự tôi không có kêu tên Chúa nếu tôi làm như vậy tôi nghĩ rằng tôi đã thiếu sót khi tôi cử hành thánh lễ tôi phải nhìn xuống anh chị em bởi vì tôi sắp sửa kêu tên cực trọng của Chúa thì tôi phải trang trọng trong cái tiếng Emmanuel này Chúa ở cùng anh chị em và anh chị em sẽ đáp lại chính Thiên Chúa đó cũng ở cùng với Cha anh chị em thấy cái nghi thức thánh lễ của chúng ta đẹp lắm và rất là linh thiêng. Thì sau khi tôi kêu tên Chúa rồi tôi cần đứng ở đó để mà đón nhận bởi vì chính Thiên Chúa đó tên mà tôi vừa kêu lên đó cũng là Thiên Chúa anh chị em sẽ cầu chúc lại cho tôi. Thì giả sử tôi bước ra bàn thờ tôi sắp sửa kêu tên của người chúa ở cùng anh chị em rồi tôi kính cẩn đón nhận và ở cùng cha thì anh chị em thấy thánh lễ của chúng ta nó trở thành một cái gì rất là linh thiêng nhưng mà nếu tôi kêu tên của chúa tôi xin lỗi có thể nói một cách hơi vô phép chúa ở cùng anh chị em bởi vì tôi không biết Tôi cần phải rõ trang nào của thanh lễ? Thực sự tôi câu giờ Rồi anh chị em cũng vậy. Anh chị em cũng chẳng có ý thức rõ cái tên gọi đó. Anh chị em cũng đáp lại một cách cho nó xong thôi. Anh chị em cũng à, ở cùng cha. Cái chìa khóa để chỗ nào, chỗ nào. Đây. Rồi anh chị em đi tìm xem cái chìa khóa nào đâu. Chúng ta biến thanh lễ của chúng ta trở thành một cái gì đáng buồn quá cho nên chúng ta trở về với phúc âm thì chúng ta thấy đây là tên gọi của thiên chúa khi chúng ta hiểu như vậy và chúng ta ý thức như vậy thì mỗi lần chúng ta kêu tên của chúa chúng ta phải kêu với tất cả sự khiêm tốn sự kính cẩn của chúng ta đó là tên gọi của thiên chúa lúc nãy tôi nói với anh chị em cái định mệnh trong cái tên gọi này emmanuel nghĩa là ở cùng mùa giáng sinh anh chị em hay lập đi lập lại emmanuel emmanuel nghĩa là thiên chúa từ trời cao thiên chúa xuống làm người và ở cùng chúng ta đơn giản lắm cái tên gọi của người nói lên cái mầu nhiệm giáng sinh là ở cùng và khi ở cùng rồi thì trở thành cứu độ. Cho nên từ Emmanuel chuyển sang Giêsu thì Phúc âm Matthew cho chúng ta biết người là đấng sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Bây giờ anh chị em nhìn vào cái kinh nghiệm của anh chị em, anh chị em thấy dễ hiểu và đúng lắm. Hễ mà ngày nào anh chị em ở cùng nhau thì ngày đó là ngày anh chị em cứu độ nhau tôi gặp cái chị này chị làm cashier tính tiền chị bảo thưa cha con làm cái nghề này thích lắm bởi vì một ngày gặp không biết bao nhiêu người vào đây và con biết họ là cái loại người như thế nào hai người vào ngồi trong bàn ăn mà ông thì nhìn đồng hồ bà ngó lên trần không có nói gì với nhau thì lúc đó những người nào mà bồi bàn hầu bàn mà chậm là chết đó nhưng mà gặp những cặp nào nó vào mà nó quên thời gian đi nó say sưa nói chuyện với nhau á anh chị em thấy nó khác rồi thưa chà khi họ ra con biết họ là người thế nào khi họ mới cưới nhau, ông ra ông mở cửa xe cho bà lên, con nhìn cặp kia là con biết chắc mới cưới nhau. 5 năm năm mười năm sau, ông vào ông ngồi ở đó, ông quên mở cửa, bà đứng ngoài mở cửa anh mở cửa, 5 năm năm mười năm rồi. Anh chị em trả lại cái kinh nghiệm của anh chị em, anh chị em thấy dễ hiểu lắm. Trước khi anh chị em lập gia đình Thì anh chị em ở cùng Anh chị em đi tìm nhau Cho nên những ngày đó Một người thở dài là người kia đã biết ý rồi Còn lấy nhau 5 năm, 10 năm rồi Mày thở dài, thở ngắn, mặc sát mày Mà tiếng Việt của chúng ta hay nhỉ Tại sao không nói thở ngắn mà nói thở dài đấy không Bởi vì lúc đó họ không có ở cùng nhau nữa Cho anh chị em trở về cái kinh nghiệm của mình Thì anh chị em thấy cái tên gọi của Thiên Chúa quá hay Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng Những ngày anh chị em đi tìm nhau Anh chị em biết ý của nhau Còn những ngày anh chị em không ở cùng nhau nữa Anh chị em thấy cuộc sống nó lạnh lùng năm đó tôi đến boston tôi nghĩ là boston có thể nó cũng xảy ra ở úc này nhất là ở úc tôi nghe là các du học sinh sang đây còn nhiều hơn ở bên mỹ nữa rồi lao động nữa thế thì ông ấy gửi ừ. đứa con gái của ông ấy sang, sang bên boston cho ông bác anh chị em có thể tưởng tượng anh em với nhau như vậy, con chú con bác anh em với nhau như vậy, mà thằng con trai của ông ấy ở Boston đấy thương con này bố mẹ đâu có ngờ đến cái chuyện này, cái chuyện anh em với nhau thì làm sao anh chị em nghĩ nó thương nó giấu rồi hai đứa rủ nhau đi ra tòa làm phép hôn phối ở ngoài tòa bỏ hết tất cả đạo nghĩa dắt nhau đi. Thì anh trâm tưởng tượng là đau như thế nào thì ông ấy ở việt nam chẳng mấy ngày ông không gọi điện thoại sang bác ơi tại sao bác để nó ra như vậy bây giờ chúng ta mất con mất cháu rồi bác ơi nhần nhất là cái văn hóa việt nam chúng ta không có chấp nhận được cái chuyện đó thì anh chị em hiểu được cái nỗi đau khi tôi gặp thì ông mới trách bài Ông ấy, ông ấy buồn lắm cho nên ông ấy trách bà ấy là thưa cha bao nhiêu năm tháng có mình con đi làm thôi con muốn bà ở nhà để săn sóc các cháu có mình con đi làm tiền bà con cũng trao hết và con cũng chẳng biết gì nữa ấy thế mà bây giờ để nó xảy ra thế này cho nên ông cảm thấy ông đau ông cảm thấy như ông bị phản bội bởi vì bà không có tròn cái trách nhiệm bà ở nhà thì tại sao bà không để ý chuyện đó nhưng bà thì lại nói với tôi rằng Chúng nó sợ là sợ người đàn ông trong nhà Nó không sợ con Mà con cũng đã nhắc với ông ấy rồi Bây giờ cả hai người đều đau rồi Hai người đổ cho nhau như vậy Mất con, mất cháu Biết đâu anh chị em có người đang ngồi ở đây Con đang ở trong tù và biết đâu anh chị em bố mẹ bây giờ cũng đang có những chuyện như vậy vì con của mình tôi giả sử thế này giả sử ông ấy nói với bà ấy rằng em là mẹ cái nỗi đau của một người mẹ sinh con ra chắc là đau lắm anh cũng đã đau nhưng mà em là người mẹ sinh con ra, bây giờ chúng ta mất con, mất cả cháu. Anh nghĩ có thể là cái nỗi đau của em còn lớn hơn của anh. Nếu bà ấy nói với ông ấy. Nhưng em chỉ là người đàn bà. Em có cái nỗi đau của một người mẹ thật, nhưng anh là gia trưởng, cái vinh quang của dòng họ cái danh dự của dòng họ họ nhìn là họ nhìn vào anh trước cho nên có thể cái nỗi đau của anh cái nỗi đau của một người gia trưởng mà vinh quang của mình là con cháu bây giờ mất hết rồi em khó mà có thể hiểu được cái nỗi đau của anh có thể nỗi đau của anh còn đau hơn của em nếu họ nói với nhau như vậy có thể họ ôm nhau và họ khóc bởi vì họ ở cùng cho anh chị em thấy cái tên gọi của chúa tuyệt vời tên gọi của chúa là ở cùng với chúng ta mà ngày nào ở cùng thì nó sinh ơn cứu độ tôi thí dụ hai ông bà đó con nó đi là nó đi bây giờ mất con bây giờ mất cháu tại sao họ để cho hai người lại mất nhau nếu họ ở cùng họ hiểu cái nỗi đau của người kia Thì anh chị em sẽ thấy Người ta không có thể giải quyết được mọi vấn đề đau khổ Nhưng khi người ta đau cái nỗi đau của người khác Thì anh chị em thấy cái nỗi đau ấy nó hóa giải Đức Kitô đến Đức Kitô đau Và Đức Kitô chết cùng với chúng ta có thể chúng ta đặt câu hỏi tại sao Chúa không cứu chúng con bằng cách dễ hơn? Chúa có thể cứu bằng cách dễ hơn, nhưng mà cách đó là cách rất là rẻ. Tôi thí dụ, anh chị em có thể cho cái người hàng xóm nó mượn cái máy cắt cỏ. Mùa đông đến, anh chị em có thể cho mượn. Nhưng mà một ngày nào đó ông ấy đến ông mới bảo rằng cho tôi mượn cái xe đi bởi vì xe tôi đi sửa rồi và kỳ này tôi mượn có khi cả tuần lễ đấy anh chị em chỉ có hai cái xe thôi một cái xe rất đẹp để ở trong gara một cái xe thường đi làm nhưng mà anh chị em nghĩ đi nghĩ lại thì anh chị em nghĩ thôi thôi hy sinh bác ái có thể anh chị em cho họ mượn tuần lễ mấy hôm sau ông đến gia đình tôi cũng đi thử rồi bác sĩ bảo không có hợp vậy ông có thể đi thử xem nếu có thích hợp thì ông ông tặng cho đứa con tôi trái thận đi hư thận rồi anh chị em bỏ điên hả anh chị em có thể cho mượn cái xe cả tuần lễ nhưng mà bây giờ đến thì xin tôi một trái thận anh chị em nhưng đứa con gái nó đến bố ơi chồng của con bây giờ có kết quả rõ rồi chồng của con phải thay thận nếu nhà con chết không biết làm sao con nuôi các cháu các cháu còn bé quá ông ấy có thể ông ấy thương đứa con gái ông ấy thương các cháu bây giờ tôi cho đi một trái thận có thể đời sống của tôi dễ giảm thọ nhưng mà ông ấy suy nghĩ rồi có thể ông ấy cho ở cùng thì tùy cái mức độ ở cùng đó mà người ta cho đi cho nên cái định mệnh trong cái tên gọi của chúa là chúa phải cho nhưng chúa có thể cho tôi ơn đoàn tụ chúa có thể cho anh chị em một món quà là khỏi bệnh chúa có thể cho anh chị em là công an việc làm Chúa có thể cho anh chị em một món quà là sức khỏe Nhưng một ngày nào đó anh chị em đến Anh chị em nhìn Chúa Anh chị em bảo Chúa, Chúa cho con cũng nhiều lắm rồi Nhưng mà con nói thật với Chúa Có khi nào Chúa dám cho con chính Chúa không? Nếu đã là một tình yêu sâu nhất Thì phải cho cái gì quý nhất Chúa có dám cho con chính Chúa không? Cho nên Chúa phải chết Cái chết nói lên cái tình yêu Mà cho đi không còn gì anh chị em thấy tin mừng tường thuật về hơi thở rất là hay trong sách sáng thế ký khi thiên chúa tạo dựng nên adam thì sách sáng thế ký tường thuật là thiên chúa thở hơi vào và khối đất đó adam trở thành một con người sống thiên chúa thở hơi vào nhưng tuần tới trong bài thương khó anh chị em sẽ nghe tin mừng tường thuật và người gục đầu tắt thở tắt thở chút hơi thở nữa mà cho đến tận cùng nên mùa chay năm nay anh chị em tìm cho mình một ít phút thời gian nào đó rất là thinh lặng anh chị em vào nhà thờ có thể không có ai có một vài người anh chị em cứ đi tìm những trạng đảng thánh giá hỏi chúa Lệ chúa chúa có dám cho con chính chúa không và thập giá sẽ trả lời cho anh chị em cha chết rồi con nghĩ rằng cha còn giữ lại cái gì nữa không để anh chị em cảm nghiệm được cái chết của chúa Kitô trong tuần thánh là một cái chết chúng ta không thể tưởng tượng được bởi vì cái định mệnh tên gọi của người là người phải chết trong cái tình yêu đó Yêu là ở cùng Thỉnh thoảng tôi gặp anh chị em khi tôi đến nhà anh chị em Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những cái cuộc đối thoại Thí dụ dự tính là 6 giờ ăn cơm chiều Nhưng mà anh ấy đang có việc ở hãng Anh ấy gọi điện thoại về Thôi ở nhà em cứ dùng cơm trước đi Bởi vì hôm nay có cuộc họp Anh về trễ Thì thường thường tôi thấy các bà hay trả lời này, Em sẽ đợi Em sẽ đợi Mắc bới gì phải đợi Cứ việc ăn đi Thật sự nó không phải vì miếng ăn Nhưng mà cái ở cùng Cái ở cùng Tôi muốn cái người yêu thương của tôi ở cùng chứ không phải vì miếng ăn đôi khi đợi xong rồi anh cần gọi điện thoại về thôi em cứ ăn đi anh lại trễ nữa có khi bà lại nói em vẫn cứ đợi đợi anh về tại vì người ta muốn ở cùng tất cả những tình yêu của chúng ta ấy... đã phát xuất từ tình yêu của thiên chúa cho nên chúng ta thấy chúng ta có cái kinh nghiệm ở cùng cách đây Hai năm thì phải Tôi làm định hướng khóa 3 ngày cho Cusio và San Jose Giữa khoa nam và khoa nữ thì có mấy ngày trống ở giữa Thì tôi có một người bạn tu cùng lớp ngày xưa Qua đời ở San Jose cho nên khi tôi lên đấy thì có một người chở tôi ra nghĩa địa để thăm mộ anh ấy. Khi tôi ra mộ thì tôi thấy ở bên cạnh kia có một ngôi mộ mới và có một người Việt Nam đang đứng ở đó. Thì cái người chở xe tôi ra biết cái người này. Cho nên ông ấy sang ông ấy nói chuyện còn tôi đứng trước mộ của người bạn. Thì tôi nghe thấy ông ấy nói với cái người kia Thôi anh à, anh về đi. Chứ anh cứ đứng ở ngoài này gió lạnh như vậy rồi anh bị đau. Chị sẽ không có vui khi mà thấy anh bị đau. Chị đâu còn để mà săn sóc anh nữa trên đường về thì ông chở tôi đó, Ông nói cho tôi rằng mọi người đều biết là ngày nào ông cũng ra mộ, bãi chết không biết được hơn tháng hay là hai tháng gì đó. Ông ấy buồn quá, con cái không còn nữa những ngày nào cũng có ra mộ đứng ở đó. trên đường về tôi suy nghĩ, nếu có lúc bà ấy còn sống nữa mà bà ấy biết ông ấy thương bà ấy như vậy thì bà ấy chắc là happy lắm tôi không biết là lúc bà ấy còn sống ông ấy có tỏ ra để cho bà ấy cảm thấy rằng ông ấy thương bà ấy như vậy không còn nếu lúc còn sống mà không có ở cùng bây giờ đem hoa ra ngoài nghĩa trang người chết đâu biết nữa đáng buồn có những giây phút người ta ở cùng không biết là đây có bao nhiêu uh, các bậc phụ huynh còn trẻ trẻ thì tôi xin được nói riêng với những người trẻ mà có con có các cháu còn bé là tôi thấy cái cân bệnh của thời đại này là bố có thể vào internet ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ Nhưng mà chơi với con 15 phút khó lắm Nhưng mà internet thì ngồi được Thế khi anh chị em cảm thấy rằng anh chị em không có đủ giờ cho con của mình á Thì anh chị em hay mua quà để thay thế Thỉnh thoảng tôi nghe Mình không có đủ giờ cho con tội nghiệp đó Hồi kỳ này sinh nhật nó anh mua cho nó cái này đi anh chị em để ý có khi nó xảy ra trong đời sống của anh chị em anh chị em tìm cách để thay thế cái ở cùng đó bằng một món quà ở chợ không thay thế cho tình yêu được rồi bây giờ tôi lại thấy có một cái điều mà trước đây nó khác lắm điều gì bây giờ con anh chị em nó vào đại học anh chị em nhớ con muốn nghe tiếng của con anh chị em điện thoại cho nó nó không trả lời nhưng mà anh chị em text message cho nó thì nó text lại thế mà text cho nó thì nó nhìn thấy nó text lại nhưng mà nói nó không nói cho nên ngay cả cái tiếng con của mình bây giờ cũng mất rồi bởi vì cái tình yêu của thiên chúa trong cái định mệnh tên gọi emmanuel là ở cùng Ngày nào chúng ta thiếu cái ở cùng đó Nó sẽ trở nên lộn xộn hết Đơn giản lắm Tôi nhìn cái ông ở ngoài mộ Tôi thấy thương ông ấy Mà cũng thương cả người đã ra đi Nếu lúc mà họ còn sống Mà nếu họ không ở cùng nhau cho đủ Thì bây giờ nó giang dở quá chúng ta không trốn thoát khỏi được bởi vì chúng ta là hình ảnh của thiên chúa mà thiên chúa tình yêu là ở cùng chúng ta không có thể có cách nào khác yêu mà không ở cùng được cho nên chị em đừng để quá trễ khi anh chị em đem hoa ra ngoài nghĩa trang anh chị em làm đám tang thật lớn cho bố mẹ những người ra đi đâu có biết nữa đâu đáng buồn tôi được biết anh chị em đã xưng tội rồi kỳ này tôi không có lặp lại vì tôi đã trình bày với anh chị em ký về bí tích giải tội rồi bí tích giải tội không phải là bí tích của cá nhân anh chị em không thể nói được rằng linh hồn ai gửi ấy giữ tội của tôi mặc sát tôi giữa tôi với Chúa không thể nói như vậy được bởi vì nếu ông giữ cái thùng rác linh hồn của ông bà giữ một cái thùng rác tội lỗi linh hồn của bà không ai biết ai các con của mình nó cũng giữ những thùng rác không ai biết ai thì anh chị em sẽ có một cái định nghĩa rất là rõ gia đình tôi là tập hợp những thùng rác ở cùng nhau đơn giản nếu linh hồn tôi có tội tôi giữ đây Vợ của tôi cũng giữ riêng đấy Linh còn tôi ai người ấy giữ nhá Đừng có đụng đến tôi kệ mặc sắc thôi Như vậy thì gia đình anh chị em là gì Là tập hợp những thùng rác Ở cùng nhau Cho nên bí tích trẻ tội không thể là bí tích của cá nhân Nó là bí tích của gia đình Khi anh chị em nhìn như vậy Thì anh chị em thấy Tôi thương vợ tôi Tôi đi xưng tội Tôi thương chồng tôi, tôi thương bố, thương mẹ tôi, tôi thương con tôi, tôi thương tôi đi xưng tội. Bởi vì cái tình yêu của Thiên Chúa, cái định mệnh đã gắn chặt lại là Emmanuel. Tình yêu phải là ở cùng. Khi con lửa nó đau, nó run, nó không biết là nó có thể đi được đến nhà hay không thì nó mới nói con lửa bên cạnh rằng tôi mệt quá rồi chắc có khi tôi chết không chừng phát đỡ cho tôi một chút đi thì cái con lừa kia cũng ở trong cái thái độ linh hồn ai người ấy giữ người nào người ấy lo đi được một quãng thì cái con lừa bị bệnh ấy nó chết nó run quá nó đau chân nó khựu nó chết đường còn xa ông chủ ông đâu có quý gì cái con lừa này Ông ấy quý là quý trên lưng con lừa đó Ông ấy đã đặt những cái gì Cho nên ông ấy mặc xác con lừa đó chết ở bên đường Ông ấy lấy hết tất cả gánh nặng trên cái con lừa chết đấy Ông ấy đặt trên lưng cái con lừa kia Bây giờ nó mới thấm đường đi của nó xa và Nó mới thấy cuộc đời của nó nặng Nếu nó ở cùng một chút Thì đời nó đâu có nặng như vậy Tên gọi của Thiên Chúa là vậy Cho anh chị em đừng có dại Thử xem để người kia nó chết Xem mà mình có nặng hay không Đừng dại Như vậy anh chị em thấy Tôi có thể nói thêm một chút nữa cho anh chị em những cái kinh nghiệm cụ thể mà đôi khi anh chị em ít để ý. Thỉnh thoảng tôi có đi tham dự ở nghi thức làm phép sát hoặc dân lễ ở nhà quản thì tôi thấy anh chị em có những người họ cảm thấy họ được nâng đỡ họ cảm thấy một cái gì đó cho họ sức mạnh không phải là anh chị em nói với họ những cái điều hay bởi vì thực sự trước cái nỗi đau của người ta như vậy mình chẳng biết nói gì đâu anh chị em vào bệnh viện thấy một người họ đang đau đớn như thế này anh chị em biết nói cái gì mình có đau như người ta đâu mà mình nói nhưng mà anh chị em cứ đứng bên cạnh bây giờ tôi thí dụ trong gia đình anh chị em có một người qua đời vợ qua đời hoặc chồng qua đời hoặc con qua đời ban sáng anh chị em thấy cái người hàng xóm này bạn bè của anh chị em đến nhà quàng họ quỳ ở dưới kia họ cầu nguyện Họ chẳng gặp anh chị em, chẳng an ủi cái gì. Nhưng ban chiều trên đường họ đi làm về, họ lại ghé ngang qua. Anh chăm nhìn thấy họ. Sáng người này đến đây cầu nguyện rồi. Chiều người này lại đến đến đây cầu nguyện rồi. Cho dù họ chẳng nói gì với mình, nhưng mà anh chăm cảm thấy ấm lòng. Anh chăm cảm thấy có một cái sức. Bởi vì tình yêu là ở cùng. Tôi không nhớ năm tôi 12 tuổi, 13 tuổi. Lúc đó tôi bị một cơn bệnh khá nặng Tôi sốt rét Thì tôi còn nhớ rất rõ Mẹ tôi đến bên cạnh giường Mẹ tôi tưởng là tôi ngủ rồi Nhưng mà thật sự tôi giả vờ ngủ thôi Tôi nằm im ở đó Mà tôi biết Thì tôi thấy bà ấy đến Bà ấy không dám sờ lên Bởi vì sợ lằng xem Chán tôi có nóng hay không Tôi lại thức giấc dậy thì mất giấc ngủ Trên bà ấy rất là xẻ sàng và bà ấy lại dậy bà ấy đi ra một lúc sau bà ấy lại vào bà đâu phải là bác sĩ bà đâu cứu được tôi nhưng mà cái tình yêu của người mẹ là ở cùng và chính cái đó nó làm cho tôi nhớ bao nhiêu chuyện tại sao tôi không nhớ nó đến từ tình yêu của thiên chúa Chúng ta biết ở nhà ga thì đông người lắm. Trộm cắp rồi đú mọi thứ hỗn độn là ở nhà ga. Các nhà ga xe lửa, nhà ga xe bus, đú mọi thứ. Thế thì khi mấy cái tên tù nó được đi làm lao động vệ sinh, họ dẫn ra bên ga. Anh chị em tưởng tượng biết bao nhiêu người ở bên ga chen nhau mà đi thế này. Thì khi nó thấy có một người mà lại kéo cái áo của nó đằng sau thì cái phản xạ tự nhiên của nó nó nghĩ ngay là một tên ăn cắp vì nó thấy một người kéo giật này thì cái phản xạ tự nhiên của nó là nó đấm một cái đã nó đấm đến rất là nhanh đến bốp một cái nó quay lại thì bà già bài mới hét lên bài bảo ông ơi ông đừng hiểu lầm tôi đại khái bài muốn nói là đừng hiểu lầm tôi tôi không phải là người ăn cắp đâu ông ơi ông đừng hiểu lầm tôi thì tên tù này nó thấy bà ấy đau quá Bà ấy ôm mặt Bà ấy loà Bà ấy không có nhìn thấy Cho nên bà ấy mới cứ, cứ đi rồi Bà ấy cứ khỏi khoảng Bà ấy cứ kéo người ta như vậy Ông ơi Ông đây có phải là nhà ga ờ, ở, ở gần đây cái nhà ga này Có phải có một cái nhà tù Bà ấy đi tìm cái nhà tù Từ miền Bắc Cả hàng nghìn cây số không biết bao nhiêu năm trời mấy chục năm trời bà cứ nghe ngóng hết chỗ này nói chỗ kia nói rồi bà ấy lại tới không có không có rồi bây giờ bà ấy nghe rằng con của bà ấy bị tù ở gần cái nhà ga này thằng tù quay lại nhìn nó lạnh người lên bởi vì nó nhận ra đấy là mẹ nó nó đã đấm bà một cái rất là đau, bà ôm mặt bà, ấy, ông ơi xin ông đừng hiểu lầm tôi, bà ấy đi tìm con bà, thằng tù nó chạy về nhà tù, nó xin người cai tù cho nó quỳ ở cổng, bởi vì bà đã lần mò tới bến ga này rồi thì chắc chắn bà sẽ tìm ra nhà tù, cho nó xin người cai tù cho nó quỳ ở đây để nó đón mẹ nó. Bà ấy đến, bà ấy đâu có đem nó ra khỏi tù được. Bà ấy chả có quyền năng gì cả. Nhưng mà cái tình yêu của người mẹ, cái tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa là ở cùng. Trên bà ấy suốt đời đi tìm con. Và chính cái tình yêu đó làm cho tên tù nhân nó thức tỉnh. Làm cho linh hồn của nó hôm nay khối băng đó tan ra bởi vì nó không thể ngờ được một cái tình yêu quá lớn như vậy Bà chẳng đem nó ra khỏi tù được Bà chẳng có làm gì cho nó được Chỉ là ở cùng với con thôi Cho nên anh chị em Mùa chay năm nay Anh chị em tìm cho mình một khoảnh khắc thinh lặng Vào nhà thờ Ngồi đây với Chúa Lạy Chúa Tên gọi của Chúa là ở cùng với chúng con hay sao? Cái căn tính của tình yêu Thiên Chúa là Emmanuel hay sao? Và anh chị em thấy khi ở cùng thì sẽ sinh ơn cứu độ. Chính Đức Kitô với cái ở cùng của Emmanuel đó trở thành Jesus đấng cứu độ. Và anh chị em thấy trong tình yêu nhân loại của chúng ta nếu ngày nào chúng ta ở cùng, anh chị em thấy Lúc nãy tôi nói với anh chị em Hai ông bà ở Boston đó Bây giờ con nó đi là nó đi Anh chị em đây biết đâu có những trường hợp Bây giờ con nó đang ở trong tù Có những trường hợp con nó đã xì ke Biết đâu anh chị em bây giờ đang đau Có những người con của mình Đùng một cái nói cho anh chị em biết Và anh chị em muốn tắt thở luôn Nó bảo nó là đồng tình luôn ái Nó không muốn lập gia đình đến giây phút đó anh chị em cần trở về với căn tính tên gọi của Chúa Kitô ở cùng nếu ông Nguyễn nói với bà ấy, bà ấy nói với ông cái nỗi đau của em chắc lớn hơn nỗi đau của anh nỗi đau của anh chắc lớn hơn nỗi đau của em Họ không cứu được con ra khỏi tù Họ không cứu được con trở về Nhưng mà anh chị em thấy Họ có sức sống vì đấy là tên gọi của thiên chúa trước khi chúng ta kết thúc tôi gợi ý với anh chị em mùa chay năm nay tìm cho mình một giây phút thanh lặng nhìn lại căn tính tên gọi của chúa là ở cùng rồi anh chị em trở về nhìn lại cái kinh nghiệm đời sống của mình cũng như ông ấy đã nhìn lại kinh nghiệm của ông ấy. Lúc ông ấy còn là một đứa bé chắc 8 9 tuổi gì đó thì bà ấy dọn cái bữa ăn sáng cho nó. Chúng ta biết mẹ mà dọn ăn sáng thì cái gì ngon cũng dành cho con đó. Này, sau đó thì mới đến chồng, con là ưu tiên. Nó nhìn cái đĩa breakfast của nó ngon Nó ngó sang bên cạnh thì nó thấy cái đĩa mà mẹ nó dọn cho bố của nó Mấy lát bánh mì bị cháy, cháy đen Nên thằng bé nó nghĩ chết Bây giờ bố ra mà thấy cái đĩa bánh mì này thì không biết là bố phản ứng thế nào Cho nên nó cứ ăn rồi lâu nó lại nhìn ra như vậy Một lúc ông mới đi ra, thằng bé theo dõi Ông mới ngồi xuống bàn Ông mới lấy bơ Ông mới quẹt lên miếng bánh mì Ông ăn Thì bà ở trong bếp Bà biết là bây giờ Ông mới đang ăn cái miếng bánh mì đó rồi Thì trong bếp bà nói vọng ra Thì chúng ta biết người lớn Khi chúng ta nói Là chúng ta nhiều khi nói Để mà nói chữa thôi Chứ không Thì ông bà ở trong bếp Bà ấy bảo ra Hôm nay em hơi dở tay Mấy lát bánh mì nó hơi cháy đấy Thì ông ở ngoài Ông nói vọng vào em vẫn không biết là anh vẫn thích ăn bánh mì cháy à? à? Nhưng mà khi ông nói như vậy có nhiều khi là ông nói móc. <laughs> Nhưng mà thằng bé thì nó nghe thấy ông nói như vậy rồi ông cứ quét bánh mì ông ăn. À. Thành thì thằng bé không biết là bố mình nói thật thế là gì. Thế mà cũng chẳng thấy bố mẹ mình cãi nhau gì cả. Đến tối sau khi ông ấy giúp nó làm bài xong rồi Nó bảo Daddy Rồi Bây giờ nó có một câu hỏi Bố Bố thích ăn bánh mì cháy thật đấy hả? Nó hỏi ông ấy Ông mới nhớ À sáng ngày hôm nay ông ấy nói như vậy Bố không có thích ăn bánh mì cháy Ông biết là nó nhớ cái câu chuyện sáng ngày Cho nên bây giờ nó hỏi Bố không có thích ăn bánh mì cháy con không thấy mẹ của con ngày nào cũng vất vả nấu ăn cho chúng ta sao ngày nào mẹ con cũng vất vả nấu ăn cho chúng ta mấy cái lát bánh mì cháy chết chóc gì đâu nó không hoàn hảo nhưng mà không có chết chóc gì còn mẹ của con vất vả lắm nấu ăn cho chúng ta con người không hoàn hảo mới nguy hiểm mấy lát bánh mì cháy không hoàn hảo không có chết chóc gì nhưng con người không hoàn hảo thì nguy hiểm bố đâu có hoàn hảo đâu thế mà mẹ con vẫn thương bố ông mới tưởng là nó quên và có thể ông mới quên từ lúc Tám chín tuổi như vậy, cho đến ngày ông ở trong nursing home, ngồi trên xe lăn, không còn ai bên cạnh nữa. Câu chuyện đó vẫn ám ảnh trong đời của ông ấy. Bây giờ nhờ Internet, ông ấy mới xin người ta viết lại để gửi ra cho khắp cả thế giới. Chỉ có mấy lát bánh mì cháy, mà ân sủng, anh chị em có thể tưởng tượng kéo dài suốt đời của một con người căn bản tình yêu là ở cùng có thể trong gia đình chúng ta cũng có nhiều lát bánh mì cháy lắm nhưng mà nó không có ân sủng tôi cầu chúc anh chị em mùa chay năm nay tìm cho mình một chút thời gian trở về với tên gọi của thiên chúa tình yêu là ở cùng. Cảm ơn anh chị em và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta chương trình ngày mai là 6 giờ có trạng lần thánh giá, vừa rồi tôi hết chào hồng. Rồi sau đó chúng ta có thánh lễ và đề tài chiều ngày mai là căn tính của tôi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cái tên gọi của Thiên Chúa rồi, cái căn tính rồi của Thiên Chúa qua cái tên gọi. Thế còn tên gọi của tôi và cái căn tính của tôi thế nào? Khi mà tôi mất cái tên gọi cái căn tính của tôi thì đời của tôi nó không biết sẽ trôi dạt về đâu. Bởi vì khi người ta đánh mất căn tính là mất hết. Và chúng ta đã bị đánh cắp như thế nào? Thì ngày mai tôi sẽ giúp anh chị em nếu có bị đánh cắp thì làm cách nào để lấy lại cái căn tính đó để mình được hạnh phúc. Mời anh chị em đứng dậy. Giả sử bây giờ chúng ta ở trong bệnh viện và thực sự bây giờ có nhiều người đang hấp hối ở trong bệnh viện có những người thì hấp hối trên đường đi vì tai nạn nếu chúng ta là một trong những người đó chắc chúng ta sẽ ao ước giây phút được đến thánh đường như tối nay vì thế anh chị em chúng ta lấy giây phút này để chúng ta quý thời gian và chúng ta cảm ơn Chúa, chúc tụng ngợi khen Chúa cho buổi chiều hôm nay. Sang dành được Chúa Cha, chúng ta cũng lấy giây phút này để nhớ tới những người trong gia đình của chúng ta vì lý do này lý do khác không có thể tĩnh tâm được và rất có thể có nhiều người không lãnh nhận các bí tích trong mùa giáng sinh này anh chị em dành ít giây thinh lặng để nhớ tới họ và cầu nguyện cho họ mời anh chị em ngồi chiều hôm nay tôi có hỏi ý kiến của ông chủ tịch là chương trình của chúng ta tối hôm nay như thế nào bởi vì thời tiết cũng khá lạnh thì ông chủ tịch có đề nghị rằng nếu anh chị em những người đã đến đây thì có thể họ cũng sẵn sàng chấp nhận thời tiết này cho nên tôi đề nghị với anh chị em là tối nay tôi sẽ trình bày một đề tài cũng ngắn thôi, rồi chúng ta sẽ break nghỉ giải lao có chừng 10 phút, rồi trở lại tôi giúp anh chị em thêm. Và lúc đó nếu anh chị em có những thắc mắc, những gì chưa rõ thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm với nhau. Hôm qua chúng ta bắt đầu với câu hỏi Chúa hỏi hai môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả Các anh đi tìm gì? Chúng con không có đi tìm gì Chúng con đi tìm Thầy Hai môn đệ không đi tìm gì Nhưng mà đi tìm một con người Khoảng chừng 20 năm về trước Tôi có ở vùng Nam California này 3 năm làm việc. Bây giờ thì tôi đang ở Denver. Có một lần trong khóa tĩnh tâm ở đồi Marywood, anh chị em nhiều người ở đây có thể có nhiều kỷ niệm với những ngày tĩnh tâm ở trên đó. Chưa bao giờ xảy ra trong một khóa tĩnh tâm mà tôi thấy tất cả những xe đậu ở parking ấy có một cái xe rất cẩn thận, họ đem theo một cái tấm vải để họ cover, để họ bảo vệ cái xe. Tôi đi qua đi lại rồi tôi nghĩ không biết là ai mà cẩn thận thế. Rồi trong khóa tính tâm thì tôi gặp hai người đó, hai vợ chồng và tôi thấy họ có nhiều khó khăn trong đời sống hôn nhân của họ thì tôi nghĩ thế này hai vợ chồng cẩn thận đem theo một cái tấm vải bạt để bảo vệ cái xe mà cái xe thì nó là khối sắt nó không biết lạnh như chúng ta còn con người thì biết lạnh biết buồn tôi nghĩ hai chị bảo vệ cái xe mà tại sao không bảo vệ cái đời sống hôn nhân của mình Chúng ta đi tìm gì nhiều hơn là chúng ta đi tìm con người Một lần tôi giúp tĩnh tâm ở Dallas lâu lắm rồi năm đó cộng đoàn chưa có nhà xứ cho nên cha xứ gửi tôi đến ở trong một nhà của anh chị em. Tối hôm đó, tôi thấy hai mẹ con đang làm việc ở trong nhà bếp. Tôi ngồi đọc báo ở ngoài thì tôi nghe thấy tiếng một cái bình thủy tinh rơi bể. Và tôi nghĩ là cái bình thủy tinh đó phải lớn lắm bởi vì cái tiếng kêu của nó. Thì cái phản ứng tự nhiên của tôi Thực sự xin lỗi anh chị em tôi cũng hơi xấu xa. Tôi nghĩ là thế nào nếu mà cái đứa con nó đánh rơi thì bà mẹ sẽ chửi. Thành thử ra tôi chuẩn bị để tôi nghe xem. Nếu mà không ai nói gì thì chắc là bà mẹ đánh rơi. Chứ còn đứa con mà đánh rơi thì chắc thế nào bà cũng chửi nó. Tôi nghe thấy bà ấy lên tiếng. Con ơi, con để đấy mẹ hót cho con đừng làm vậy chảy máu đấy rồi bà ấy nói tiếp đấy không phải là cái bình quý con ạ à. tôi nghe tôi thấy sao quá tuyệt vời bà ấy quý con bà ấy, chứ bà ấy không quý cái bình đã bị bể trong đời sống hôm nay chúng ta không đi tìm con người trở lại câu hỏi chúa hỏi hai môn đệ các anh đi tìm gì thưa thầy con không có đi tìm gì con đi tìm con người con đi tìm thầy thầy ở đâu mùa Giáng sinh năm nay là một mùa Giáng sinh đặc biệt cho mọi cách của chúng ta chuẩn bị tôi nghĩ là thời gian rất thuận tiện để chúng ta bớt tất cả những gì bên ngoài để chúng ta đi tìm con người và con người đầu tiên chúng ta đi tìm là chính mình năm đó tôi đi giúp tĩnh tâm cũng vào mùa vọng dịp như thế này ở một giáo sứ miền trung nước mỹ anh em trong hội đồng đang chuẩn bị hang đá giáng sinh làm khán đài ở ngoài trời tôi ở trong nhà xứ trong ba tối tôi đi ngang qua dừng lại nói chuyện với mấy anh em đang làm việc thì có một người vui lắm họ rất là thành thật và niềm vui của họ cũng thành thật cha ơi giáo sứ năm nay chúng con mừng lễ lớn lắm thì tôi nghĩ là lớn bởi vì họ đang chuẩn bị nhiều đèn nhiều cây thông rồi tôi mới hỏi ông ấy thưa thưa cha năm nay giáng sinh chúng con mừng lớn lắm chúng con mời được ca sĩ ở cali về hát nếu mà như vậy thì mùa giáng sinh đó là mùa giáng sinh đáng buồn hôm qua tôi đã đọc lời sứ thần nói với các cuộc đồng hôm nay tôi đọc lại cho anh chị em một lần nữa trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật bỗng sứ thần chúa đứng bên họ và vinh quang của chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ kinh khiếp hãi hùng sứ thần bảo họ anh em đừng sợ tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua david như vậy tin mừng trọng đại cho toàn dân và niềm vui lớn cho toàn dân là hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra Tôi hiểu tâm trạng của những anh em đang chuẩn bị hang đá. Niềm vui của họ rất là đơn sơ. Mời được ca sĩ ở Cali về hát. Nếu chúng ta dừng lại ở đó, thì đấy là một mùa Giáng sinh rất buồn. Hôm qua, chúng ta đã đến Bethlehem, dở lại những trang lịch sử chúng ta nói về thánh du xe và đức mẹ họ đi tìm nhau cho nên hoàn cảnh thì không thay đổi rất là bi đát nhưng mà thánh du xe thương đức mẹ và đức mẹ thương thánh du xe bởi vì họ đi tìm con người bây giờ chúng ta trở lại mùa giáng sinh lịch sử thật sự các chị phải là người mừng lễ giáng sinh một cách rất là tuyệt vời bởi vì các chị có kinh nghiệm trong vấn đề sinh con máu nước trong cơ thể người phụ nữ có thể chảy ra mẹ maria đêm đó lấy nước ở đâu để tắm rửa máu nước mấy tiếng đồng hồ nó có thể khô lại tôi nghĩ là hài nhi giê chắc khóc nhiều lắm đó là mùa giáng sinh bây giờ anh chị em thử hình dung thí dụ anh chị em ngồi ở trong nhà anh chị em ngó qua cửa sổ và anh chị em thấy không biết ai ở ngoài kia anh chị em thấy có bóng người bóng người rồi anh chị em nhìn kỹ hơn anh chị em thấy có hai người và một người bây giờ nằm sóng xoài ở trên bãi cỏ rồi anh nhầm ký chuyện gì vậy một người đàn bà đang sinh con anh chị em không thể tưởng tượng được Maria mẹ của chúng ta sinh Chúa Giêsu như vậy anh chị em đừng để những ánh đèn đừng để những ly rượu Merry Christmas át đi cái lịch sử thật sự của mùa Giáng sinh. Chúng ta đừng để những cung nhạc giặt dìu làm chúng ta quên đi lịch sử Chúa Kitô Giáng sinh thật sự là như vậy. Đôi khi tôi gặp có những em nó đi học mà mẹ của nó bị mù một mắt chẳng hạn hay là ba của nó bị tật, thí dụ bị một cái tật gì đó. Nó ngại nói với bạn bè của nó lắm, nó sợ bạn bè của nó biết về cha mẹ của nó là như vậy. Tôn giáo của chúng ta, Chúa Kitô sinh ra ở ngoài đường. Tôi không phải là người cực đoan. Tôi không có fanatic, rồi tôi bảo anh chị em rằng mùa giáng sinh là một mùa buồn lắm. Tôi không muốn nói như vậy. Ai mời anh chị em đi ăn tiệc, anh chị em cứ đi. Anh chị em cứ nâng ly rượu Merry Christmas. Anh chị em cứ đi shopping. Nhưng sau khi shopping, sau khi đến nhà bạn bè, anh chị em trở về cõi lòng của mình. Cái cõi lòng mà hôm qua chúng ta nói tiếng hô của Thánh Gioan tiền hô trong sa mạc. Hãy dọn đường cho Chúa đi, hãy dọn đường cho Chúa đi. Tôi phải hô tiếng đó cho tôi. Sau khi ca đoàn hát, tôi xin lỗi biết đâu có những anh chị em hát rất hay trong đêm sáng sinh. Tập dượt rất công phu, nhưng hát giáng sinh xong trên đường lái xe về, một nỗi cô đơn chiếm trong cõi lòng của mình. Gia đình, con cái. Như vậy đâu là mùa giáng sinh? Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Nếu chúng ta không có Đức Kitô sinh ra thì mùa Giáng sinh buồn lắm. Đề tài thứ nhất hôm nay tôi giúp anh chị em trở về lắng nghe tiếng hô trong sa mạc. Tôi đang đi tìm một con người và tôi gặp gỡ con người đó thế nào. À, anh chị em, tại sao anh chị em đọc kinh tổng lãnh thiên thần Micaea sau thánh lễ? mấy năm trước đây tại sao không đọc? Bây giờ tôi đi đến giáo sứ nào, nơi nào, người Việt, người Mỹ, cộng đoàn nào cũng vậy. Sau thánh lễ thì đọc kinh tổng lãnh thiên thần Mikael. Đấy là dấu chỉ có một cái chuyện gì đó đang xảy ra. Nói rõ đó là quỷ xuất hiện. Tại sao trước đây chúng ta không đọc giáo hội không có đọc kinh này? Mà bây giờ thánh lễ nào chúng ta cũng đọc và chúng ta cảm tưởng một cái bóng tối nào đó đang xuất hiện giữa chúng ta. Vậy trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta muốn đi tìm Chúa như thế nào? Và ai là kẻ cản ngăn chúng ta gặp Chúa? Ma quỷ. Vào khoảng hơn 20 năm về trước, lúc mà tôi còn làm việc ở miền Nam California này thì năm đó tôi đến giúp giải tội ở Saddleback. Nếu tôi không lầm thì không biết thời gian đó hình như là cha Sơn hay sau đó vì quá lâu rồi, hai chục năm nay rồi. Tôi đến giúp giải tội vào sáng ngày 23, quán trường 10 giờ. Thì tôi nghĩ rằng cái giờ này đến giải tội thì thoải mái lắm bởi vì chắc không có mấy người xưng. Không ngờ tôi ngồi trong tòa giải tội cho qua 12 giờ. Và có một người đàn ông Mỹ. Ông vào ông nói với tôi rằng tôi muốn xưng tội với cha nhưng mà ngồi đối diện với cha. Rồi tôi mời ông ngồi. Sau khi lãnh nhận bí tích giải tội, Hai người nói chuyện cũng khá nhiều, cũng khá vui, một chút thân thiện. Rồi tôi nói với ông rằng, còn hai ngày nữa, chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh. Rồi ông ta gật đầu vui vẻ. Trước khi ra đi, tôi nhìn ông ta, tôi bảo, sai rồi, đâu có phải là hai ngày. Thì hôm đó là hôm hai mươi ba, hai bốn, hai mươi ông ta khựng lại đúng còn hai ngày nhưng mà tôi bảo không ông không có đợi hai ngày nữa ông mới mừng giáng sinh giáng sinh là gì là chúa sinh ra jesus he is born again ông vừa lãnh nhận bí tích giải tội ông đang cử hành đại lễ giáng sinh ngay lúc này Lúc đó ông mới hiểu ý của tôi. Thì ông ta bảo, yes, father. Rồi lại đứng nói chuyện thêm. Nói một giờ lúc rồi tôi tiến ông ấy đi, tôi bảo là chắc tôi sẽ không bao giờ gặp ông nữa đâu, chúng ta không bao giờ gặp nhau. Thôi tôi chúc cho ông những mùa Giáng sinh tuyệt vời và một năm nữa mừng lễ Giáng sinh. Rồi ông ta lại, yes, father. Rồi tôi cười cười, tôi bảo, đấy, ông lại nói sai nữa rồi đâu có phải là một năm nữa đâu ông hiểu ý tôi lúc nãy bây giờ ông đứng im lặng tôi bảo đâu có phải là đợi một năm nữa mới mừng giáng sinh ngày nào ông lãnh biết nhận bí tích giải tội chúa sinh ra ông mừng giáng sinh tôi nghĩ bây giờ ông ta mới hiểu kỹ về bí tích giải tội ông ta đứng im lặng và nước mắt ông ta chảy xuống đó là mùa giáng sinh tôi nói với ông ông ơi có thể một ngày nào ông lái xe trên xa lộ ông mỏi mệt lắm có khi ông không muốn trở về gia đình ông xuống một cái axis nào rồi ông tìm một nhà thờ Ông vào với Chúa đi. Nếu có linh mục ở đó mà ông muốn lãnh nhận bí tích giải tội. Ông lãnh nhận bí tích giải tội. Chúa sinh ra. Again. Lúc đó, ông lái xe về. Có thể là không có nhạc Giáng sinh ở trong radio. Ờ, nhìn chung quanh không có gì là giáng sinh cả, không có đèn, không có nhạc, không có gì. Có thể là mùa hè, nhưng mà lòng của ông, đó, ông đang cử hành mầu nhiệm giáng sinh và lễ giáng sinh đó là một lễ giáng sinh rất riêng tư giữa ông với Chúa. Ông cứ đứng im đó, ông khóc. Đó là mầu nhiệm Giáng sinh. Hơn 20 năm rồi tôi không bao giờ quên cái giây phút mà tôi đến giúp giải tội ở Saddleback vào cái năm đó. Như vậy thì cái gì cản trở Chúa sinh ra? Tội. Đề tài hôm nay là một đề tài căn bản và tôi thấy anh chị em giáo dân hiểu về đề tài này một cách thiếu sót khá nhiều vì thế phần đầu tôi giúp anh chị em hiểu rõ hơn về tội sau khi anh chị em nghỉ giải lao trở lại tôi giúp anh chị em làm sao để anh chị em lấy lại được cái năng lực của anh chị em tôi xin dựa vào lời của chúa để nói với anh chị em về bi tích này trong phúc âm của Thánh Gioan. Ngài tường thuật trong bữa tiệc ly lúc mà Chúa rửa chân cho các môn đệ như sau. Đức Giêsu cảm thấy tâm thần sao xuyến, người tuyên bố: "Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau phong phân vân không biết người nói về ai trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo hỏi xem thầy muốn nói về ai. Ông này nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." rồi người chấm một miếng bánh trao cho Juda, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Có quỷ và quỷ nhập vào người ta. Có thể đấy là một trong lý do tại sao hôm nay các nhà thờ đọc kinh tổng lãnh thiên thần Mikae sau thánh lễ. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y đức giê bảo y anh làm gì thì làm mau đi trong số các người đang dùng bữa không hiểu tại sao người nói với y như thế vì juda giữ túi tiền nên có vài người tưởng rằng đức giê nói với y hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ hoặc bảo y bố thí cho người nghèo sau khi ăn miếng bánh juda liền đi ra lúc đó trời đã tối do an kết thúc bằng mấy chữ thôi đi ra trời tối bây giờ anh chị em thử tưởng tượng anh chị em đang ngồi ở đây có một người trong anh em bỏ cộng đoàn đi ra và cứ tiếp tục đi đi trong đêm tối chúng ta biết chuyện gì xảy ra Đa sau cùng thắt cổ tự tử chết. Cho nên có mặt của Satan, có mặt của tâm tối, có mặt đi ra và có mặt của sự chết. Bây giờ chúng ta trở lại khung hình mà Phúc Âm chụp cho chúng ta. Có thể hôm đó các môn đệ chung quanh, các môn đệ chung quanh rồi Đa đứng dậy bỏ đi ra như vậy anh chị em thấy juda xa chúa bởi vì chúa đang ở trong nhà tiệc ly nhưng mà không phải chỉ xa chúa các môn đệ cũng ở đó cho nên khi xa chúa thì nó xảy ra kế tiếp là xa tha nhân vì thế anh chị em không bao giờ có thể nói được linh hồn ai người ấy giữ tội này là tội của tôi giữa tôi với chúa không liên hệ gì tới bà về không liên hệ gì tới ông. Chúng ta không nói được câu đó. Bởi vì hễ xa Chúa thì nó sẽ xa tha nhân. Judah đi ra, xa tha nhân là bạn bè của mình, xa thầy của mình là Chúa Giêsu Rồi sau cùng anh ta đi thắt cổ, anh ta chết. Như vậy cái xa sau cùng là xa chính mình. Tôi yêu đời, tôi yêu người, tôi không có tự tử, cái kẻ tự tử là cái kẻ chán hết rồi. Như vậy anh chị em thấy cái hành động Judah ở chỗ này. Khi có mặt của quỷ ở đây, nó xảy ra ba cái xa. Xa Chúa, xa tha nhân và xa chính mình. Vì thế anh chị em cẩn thận. Đừng để bị lừa gạt. Là anh chị em chỉ phạm tội này là tội với Chúa. Xưng tội với Chúa không bởi vì xa chúa thì nó sẽ xa tha nhân bây giờ tôi giả sử trước khi nói giả sử bây giờ tôi nói thật đó năm đó tôi giúp cộng đoàn ở oregon ở portland giáo sứ rất là cẩn thận họ dành cho các em sinh hoạt với các sơ giúp các em còn tôi giúp phụ huynh. Nhưng đến phần các em xưng tội trong giờ rảnh của tôi thì họ nhờ tôi sang giúp giải tội. Họ trao cho tôi các em lớp thêm sức khoảng chừng 12, 13, 14 gì đó. Thì khi các em vào thì bao giờ tôi cũng hỏi các em thế này. Sau khi xưng tội xong thì con cảm thấy linh hồn con thế nào? Thì tất cả các em trả lời là con cảm thấy vui, con cảm thấy bình an. Câu hỏi thứ hai, sau khi xưng tội thì cái gì xảy ra cho gia đình con? Không đứa nào trả lời được. Bây giờ tôi hỏi anh chị em là phụ huynh, khi anh chị em xưng tội, thí dụ chiều nay anh chị em xưng tội, cái gì xảy ra cho gia đình anh chị em? <laughs> anh chị em thấy uh, nó lơ mơ lắm. Thì tôi nói với các em thế này, khi các em vào có một em tôi nói với nó bây giờ con dùng cái trí tưởng tượng của con cái imagination trong đầu của con ấy con tưởng tượng ba con ngồi đây mẹ con ngồi đây con ngồi đây và có thể là em con ngồi đây trong bữa cơm chiều nay và cái miếng bánh thì nó có bốn phần phần của con con vừa xưng tội xong linh hồn của con giống như một thiên thần vậy con vừa nói với cha là linh hồn con là bình an, là vui. Ba con cũng nóng tính, mẹ con cũng đâu có phải là người không có tội đâu. Nếu họ không xưng tội mùa Noel năm nay, linh hồn của họ không có giống linh hồn của con, thì nó cũng giống như miếng bánh vậy, bốn phần. Phần của ba con của mẹ con á, họ ăn nhưng mà họ cứ phải cố nuốt vào bởi vì cái miếng bánh ấy nó hôi lắm. Còn phần của con miếng bánh thơm Con có thương gia đình con không? Tôi thấy thằng bé nó đằng sau nó im lặng một chút rồi nó sụt sịt rồi nó khóc Vì tôi không có giờ để có thể nói chuyện thêm được với nó Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc là nó thương gia đình nó Hoặc có thể nó thấy rằng ba má của nó chẳng có xưng tội rước lễ Nó là thiếu nhi nó đi thôi Bây giờ nó nghe thấy có người nhắc như vậy Nó buồn chăng, nó khóc <laughs> Gia đình anh chị em cũng vậy Bây giờ tôi giả sử Trong mùa vọng này Thiếu nhi đi xưng tội Nó về nhà Đôi khi Có người đã làm nha. Tôi nói với họ như thế này anh chị em có cảm ơn con khi con đi xưng tội về không hầu hết anh chị em không có cảm ơn các con nhưng mà thỉnh thoảng tôi gặp có một lần tôi vừa mới ra khỏi cuối nhà thờ hai vợ chồng đến cha con cảm ơn cha cha đã nói là bố mẹ hãy cảm ơn các con khi các con đi xưng tội về gia đình của chúng con làm như vậy lâu rồi và khi đi xưng tội thì cả gia đình đi Bố mẹ vào xương tội thì con cầu nguyện, Các con vào xương tội thì bố mẹ ở ngoài cầu nguyện, Rồi khi gia đình xương tội xong, Chúng con kéo nhau ra restaurant, Chúng con celebrate. Đấy là mầu nhiệm. Đi tìm con người. Vì nếu ông chồng không xương tội, Bà vợ không xương tội, mà các con không xương tội, Thì anh chị em cứ đơn giản, cho tôi một cách định nghĩa Gia đình tôi là tập hợp những thùng rác Rất là đơn giản Vì ông có tội Ông giấu ở trong ông Vợ có tội giấu ở trong lòng Ghét đảng đội Nhưng mà ngày lễ cứ phải đến Chồng thì âm mưu lừa gạt vợ Nhưng mà bên ngoài Đọc sách thánh Tham gia tất cả hội đoàn Anh chị em cứ bình tâm Định nghĩa gia đình tôi là Tập hợp những lừa dối nhau Gia đình tôi là tập hợp Những thùng rác Như vậy bí tích giải tội là bí tích rất tuyệt vời Tôi giả sử Thằng bé đi xưng tội về Bà mẹ Peter con, con đi xưng tội chưa? Con xưng tội rồi Ô oh, mẹ cảm ơn con nhé Trong bữa ăn chiều Bà mẹ ra nói với đứa con như vậy, mẹ cảm ơn con. Con xưng tội rồi, linh hồn con là một angel, là một thiên thần. Con cầu nguyện để cho mẹ cũng đi, sẽ đi xưng tội mùa Giáng sinh này. Con nhớ cái hôm mà mẹ bực mình quá, mẹ tức rồi, mẹ mẹ la con á, mẹ dùng những lời nặng quá. Con buồn, con khóc. Con cầu nguyện để cho mẹ cũng bớt cái nóng tính đi, mẹ muốn đi xưng tội. Anh chị em tưởng tượng thằng bé nó ngồi đó nó thấy rằng trời ơi, nó có khả năng để làm cho gia đình được hạnh phúc. Tại sao anh chị em không lấy những cơ hội như vậy để xây dựng cái hạnh phúc trong gia đình mình? Mẹ cảm ơn con nhá, Peter, Teresa. Ông bố ở trong nhà nghe thấy như vậy, chạy ra. Hey Peter, ba cũng muốn cảm ơn con nữa mùa Giáng sinh năm nay tất cả chúng ta chung quanh gốc Noel tất cả chúng ta đều là thiên thần ba cũng đóng tính anh cũng xin lỗi em cái hôm mà anh vào trong nhà bếp anh để dao để muỗm để nổi lung tung rồi em làm việc em rõ xếp đặt đâu vào đó rồi anh cứ để lung tung rồi em cũng bực mình anh cũng bực mình xin lỗi em Thằng bé nó ngồi nó nghe Nó thấy mẹ nó, bố nó làm hòa với nhau Nó thấy mẹ nó, bố nó cảm ơn nó về bí tích giải tội Nó thấy mẹ nó, bố nó bảo nó cầu nguyện Để hai người đều lãnh nhận bí tích giải tội Có thể anh chị em đã bỏ Đánh mất những cơ hội này rồi Con anh chị em bây giờ đã biệt tâm rồi Quá trễ Khi một đứa trẻ mà nó không yêu mến bí tích giải tội thì nó cũng không yêu mến bí tích thánh thể và nó cũng sẽ không yêu mến bí tích hôn nhân và đằng sau đó sẽ là đổ vỡ. Như vậy anh chị em có quá trễ không? Tôi nghĩ không. Anh chị em không thể trở về cái thời gian con anh chị em 9-10 tuổi được nữa. Nhưng mà ơn sủng của Chúa là transform. Ơn sủng của Chúa là biến đổi trong mọi hoàn cảnh. Có thể sau khi anh chị em nghỉ giải lao xong trở lại, tôi sẽ giúp thêm anh chị em. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm để gặp gỡ chính mình. Tội nó cản trở. Khi nói về tội, một số anh chị em hiểu không có đúng, không có rõ, không có phong phú. Tôi nói là không đúng, không rõ và không phong phú là thế này. Thực sự, cái cao điểm, cái quan trọng lại không phải là tôi. <laughs> tôi nói nó không quan trọng là thế này. Anh chị em đừng có hiểu lầm tôi ở cái điểm này. Anh chị em vào, anh chị em xưng hai ba phút là xong quá dễ như vậy đâu có quan trọng nhưng mà cái quan trọng của nó là cái hậu quả của nó thì còn anh chị em chỉ xưng tội và chúng ta được tha tội chứ chúng ta không được tha cái hậu quả của nó vì thế anh chị em phải nhìn cái hậu quả chứ anh chị em không phải đếm những bao nhiêu tội tôi nói rằng nhiều người hiểu không phong phú là thế này cái cao điểm của bí tích giải tội lại không phải là tội mà là tình thương. Tôi thương tôi. Juda tự tử chết bởi vì Juda không thương chính mình. Tôi lo âu, tôi giấu giếm, tôi bối rối, tôi băn khoăn. Tất cả anh chị em đều có kinh nghiệm khi phạm tội. Thì linh hồn của tôi á, trở thành một bãi chiến trường tôi bối rối tôi băn khoăn tôi lo âu tôi giấu yếm tôi sợ hãi như vậy thì tôi đâu có thương tôi cho nên biết tích trẻ tội cao điểm là tình thương tôi thương tôi tôi chữa lành tôi bây giờ tôi giả sử ở trong đây tôi nghĩ rằng có thể có nhiều ông bà cả vợ cả chồng đang ngồi ở đây tôi giả sử Ông vào tòa giải tội, ông nói với bà: "Bà ơi, bà ngồi ở đây cầu nguyện cho tôi nhé. Tôi vào tòa giải tội để tôi xin ơn thanh tẩy. Để tôi thương gia đình, tôi thương bà, tôi thương các con. Vì tội trong tôi nó làm cho tôi trở thành một cái thứ thùng rác mà bà sống với tôi, con sống với tôi tội nghiệp. Cho nên bây giờ bà ở đây phải cầu nguyện đi để cho tôi vào kia tôi giải tội." tôi xin xưng để tôi được giải thoát cái mảnh đời của tôi được giải thoát thì cái gia đình này cũng được giải thoát Thế nên bà phải ở đây mà cầu nguyện cho tôi tôi nghĩ rằng bà sẽ hạnh phúc và ông cũng hạnh phúc bởi vì bước chân ông vào tòa giải tội ông không đi một mình nữa ông biết có một người đang cầu nguyện sau khi lãnh nhận bí tích giải tội xong bình thường chúng ta biết cảm ơn những người đã làm ơn tôi cảm ơn bà đã cầu nguyện cho tôi nhưng mà bà lúc đó với cái nhìn như của mẹ maria ông ơi tôi cũng phải cảm ơn ông chứ bởi vì ông thương gia đình ông mới lãnh nhận bí tích giải tội thế nên ông đừng nói thế, đừng có nói rằng biết ơn tôi, tôi cũng phải biết ơn ông. Chúng ta thấy hôm qua thánh giuse và đức mẹ họ tìm và họ gặp gỡ. gian nan thì có nhưng mà khi con người đi tìm nhau thì họ gặp nhau và tình yêu xuất hiện. Rồi đến phần bà của vào, ông ơi tôi đã cầu nguyện cho ông rồi, bây giờ ông cũng phải ở đây cầu nguyện cho tôi để tôi lãnh nhận bí tích. Anh chị em tưởng tượng biết tích như vậy nó quá tuyệt vời. Và đó là món quà của giáo hội. Nhưng mà chúng ta hiểu không có được phong phú. Cho nên đôi khi chúng ta làm cho một cái gì đó nó uổng đi. Tôi giả sử bây giờ Tết năm nay các con đến ba má. Chúng con biết ba má thực sự chẳng cần cái gì Chúng con có cho ba má một số tiền thì ba má lại cũng đem cho vào nhà thờ gửi về Việt Nam giúp đỡ thôi. Nhưng mà tùy ba má, chúng con sẽ có một món quà cho ba má. Nhưng năm nay, một mùa Giáng sinh rất lạ. bà má, năm nay chúng con sẽ mừng Giáng sinh thế này. Con biết trong trái tim của ba má buồn chúng con vì anh em chúng con không có nhìn mặt nhau. Có mặt đứa này thì có mặt đứa kia. Râu rể mùa giáng sinh năm nay tất cả chúng con sẽ đi xưng tội. Và món quà giáng sinh năm nay chúng con muốn cho ba má là tất cả gia đình của chúng ta là một gia đình thiên thần. Chúng con đi xưng tội và chúng con sẽ thương mến nhau tôi nghĩ là các bậc làm cha mẹ có thể đứng đó khóc à vì anh chị em đâu có đi tìm gì anh chị em vẫn đang thao thức đi tìm con người đó là ý nghĩa của biết tích giải tội và đặc biệt anh chị em thời gian chúng ta không biết những gì có thể xảy ra trên đầu lễ tôi gợi ý với anh chị em hãy tạ ơn chúa là tối nay chúng ta còn có mặt ở đây giả sử lúc này anh chị em ở trong bệnh viện tôi ở trong bệnh viện bao nhiêu những cái ống bằng plastic nó chẳng chịt hết cơ thể anh chị em sẽ nuối tiếc giây phút này sẽ nuối tiếc cái giây phút mà được đến nhà thờ chưa trễ cho chúng ta vì thế anh chị em phải sống trọn vẹn giây phút này để sống trọn vẹn tôi mời anh chị em một phút đứng dậy ai lạnh ai mệt anh chị em cứ ngồi còn ai không cũng phải đứng dậy ý thức thực sự giây phút này lạy chúa chúng con còn có sức khỏe chúng con còn có, thật, còn có mùa giáng sinh năm nay chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ chúa chúng ta cùng sốt sáng dâng lời kinh sáng danh sáng danh được chúa cha tôi dành cho anh chị em một phút thinh lặng để anh chị em có thể cầu nguyện cho những người trong gia đình anh chị em xin cho họ cảm nghiệm được vẻ đẹp của bí tích giải tội để một cách nào đó họ có thể lãnh nhận bí tích một cách phong phú trong mùa giáng sinh năm nay tôi thinh lặng để anh chị em có thời gian cầu nguyện riêng lạy mẹ Maria Tại sao giáo hội hôm nay nhấn mạnh đến lời kinh Tổng lãnh thiên thần Vì dường như có một sức mạnh nào đó của bóng tối đang bao trùm cuộc sống của chúng con Mẹ đã đạp dập đầu quỷ dữ Chúng con phó thác chúng con cầm tay mẹ trong cuộc sống của chúng con. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Chúa trời ở cùng bà. Mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi đề nghị với anh chị em chúng ta nghỉ giải lao chừng 10 phút nhá 10 phút break nghỉ rồi chúng ta trở lại đây và tôi sẽ giúp anh chị em làm sao cho hết cái hậu quả của tội. Vì bí tích giải tội chúng ta phải đi tìm phúc Chứ chúng ta không có tập trung vào tội Chúng ta phải đi tìm phúc Thì đề tài sắp tới tôi giúp anh chị em Đi tìm một cái năng lực đó trong đời sống của chúng ta Là đi tìm phúc Và làm sao để cho hết cái hậu quả Rồi chúng ta nghỉ giải lao chừng 10 phút Bây giờ tôi sẽ trả lời trực tiếp một vài câu hỏi Khi chúng ta xưng tội Anh chị em hiểu về bí tích này rồi Hôm nay là ngày lễ rất đặc biệt. Tôi muốn kể chuyện cho anh chị em mà thực sự nó hơi lạnh. Anh chị em ngồi đây lâu. Chắc tôi là một trong những người Việt Nam rất là hiếm hoi đã vào nơi mà Thánh Phanxicô Xavier mà chúng ta mừng lễ này này chết ở bên Trung Hoa. Năm 1988 tôi qua Macau rồi tôi đi vào Trung Hoa và tôi đến cái đảo thường xuyên là đảo mà mộ của thánh Francisco Xavier chết ở đó rồi có thể tôi cũng là một người mà hiếm hoi trong anh chị em theo vết chân Francisco Xavier sang tới ấn độ bây giờ xác của ngài vẫn đang để ở bên ấn độ khi mà giáo hội cải táng xác của ngài từ bên trung hoa thì đưa về chôn bây giờ thì nó thuộc về nước tôi ký không lầm có thể là Mã Lai một thời gian ở đó rồi mới cải táng từ đó để đưa về Roma nhưng mà ngài giảng đạo cho không biết bao nhiêu trăm ngàn người Ấn Độ cho nên sát ngài khi mà thuyền nó ghé vào bến thì dân chúng Ấn Độ nó không cho sát ngài đi nữa vì thế mà Roma chỉ được một cái cánh tay của ngài thôi, xác của ngài thì dân Ấn Độ nó giữ ở địa phận War ở miền Nam Ấn Độ, thế còn không đưa xác về được thì Roma xin thôi cho chúng ta một một cánh tay của ngài, thì là họ cho cánh tay của Thánh Francisco thì cánh tay của Thánh Francisco bây giờ để nhà thờ Giê-xu ở Roma đó. Thì tôi kể cho anh chị em một câu chuyện thú vị lắm khi mà tôi vào chỗ xác của Thánh Francisco Xavier mà chôn ở bên Trung Hoa đó. Tôi đi với một cái ông thầy người Hồng Kông, cho nên ông nói tiếng tàu. Còn tôi thì tuyệt đối không có nói gì để cho họ không có biết tôi là người tàu hay là người ngoại quốc. Thì tôi mới hỏi cái ông thầy đó rằng tại sao mà cái nhà nguyện của Thánh Francisco Xavier ở đây còn vì thời kỳ văn hóa đỏ trung quốc nó phá bình địa hết thì cái ông già ông kể chuyện ông bảo rằng ngày xưa đảng cộng sản họ chiếm cái nhà thờ này và họ đặt cái bộ chỉ huy của họ nhưng mà cứ ban đêm họ ngủ thì ban ngày lại thấy ở bên ngoài vì thế mà họ rất là sợ vì chúng ta biết người tàu họ tin cái thế giới đời sau lắm họ bảo rằng như vậy cái đền thờ nó rất là linh thiêng, cho nên chỉ chặt các cây thánh giá vứt xuống biển, nhưng mà còn cái nhà thờ thì không có phá. Về sau này Trung Hoa họ muốn có khách hành hương tới, họ nới rộng tự do thì các tín hữu lại xuống biển nhặt các cây thánh giá tìm được, họ lại gắn nó lên thì cái nhà nguyện đó nó ở bên đảo Thượng Xuyên đó. Rồi tôi khi tôi sang bên tới Ấn Độ thì xác của thánh Francisco Xavier họ để cao lắm, họ để cao ở trên kia. Họ bảo ngày xưa đó thì họ để thấp và họ để cho khách đến có thể kính viếng được. Bây giờ thì họ bảo vệ kỹ lắm, họ đặt trong lồng kiếng rất là dày. Bởi vì khi mà khách đến kính viếng đó thì người nào cũng có, muốn có sát thánh, cho nên người nào cũng lấy sát thánh hết. trên mỗi lần họ hôn một cái là họ lại ăn cắp một tí. Cho nên bây giờ họ làm một cái lồng kính rất là chắc, họ để rất là cao. Nhưng mà ngày lễ này á, là có khi họ đưa xuống cho khách đến. Thì ngày lễ này ở bên địa phận qua thì đông vô cùng họ hành hương về đó. Cả hàng bao nhiêu chục ngàn người. Đó là Thánh Phan Cô Xavier. Và có cái thú vị nữa. Phan Xavier không phải là người mà thực sự Thánh Y Nha Siêu muốn gửi đi truyền giáo. Ngài chọn hai linh mục dòng tên để gửi đi. Đến ngày thuyền nhổ neo thì một người bị bệnh mà thuyền bây giờ nó sắp sửa nhổ neo rồi thì thánh Francisco Xavier này này không có ở trong cái chương trình đi. Nhưng mà thánh Giêsu thấy bây giờ thuyền nó nhổ neo thì ngài bảo thế thì bây giờ phải có một người thay thế vào, bây giờ ai? Francisco. Francisco đồng ý và không bao giờ trở lại với là xuyến thuyền ra đi là vĩnh biệt quê hương, vĩnh biệt gia đình rồi ngày chết ở bên Trung Hoa. Đó vị thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta trở lại đề tài. Tôi xin trả lời những câu hỏi. Tội chúng ta xưng thì hết. Nhưng mà hậu quả thì còn. Có nhiều người, thưa cha con không biết thì có tội hay không? Anh chị em không biết thì không có tội. Thế nhưng mà anh chị em không biết cái hậu quả của nó vẫn còn. Tôi thí dụ bây giờ anh chị em je xe ra, anh chị em đâu có biết đứa cháu nó đang ngồi ở đó. Anh chị em je xe ra cán gãy chân nó. Anh chị em đâu có biết đứa cháu nó đang ngồi ở ngoài vườn. Anh chị em vứt rác, anh chị em vứt khúc cây đụng vào nó anh chị em thấy tội thì anh chị em không có nhưng mà cái hậu quả nó vẫn xảy ra vì thế chúng ta đừng thơ ngây chúng ta bảo rằng không biết thì không có tội đúng không biết thì không có tội nhưng mà cái hậu quả nó còn bây giờ anh chị em không biết là virus nó nằm ở đây anh chị em nắm vào cái ổ khóa anh chị em không biết nhưng mà cái hậu quả của nó thì nó có Thì tội cũng vậy Đó là điều mà chúng ta hay thơ ngây Như vậy tất cả những tội chúng ta phạm Nó đều có hậu quả của nó Bây giờ làm sao để hết cái hậu quả Khi anh chị em nhận ân xá Thì cái điều kiện để nhận ân xá Thí dụ tháng 11 vừa rồi khi chúng ta thăm viếng nghĩa địa, Khi chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ Đức Cháu Hoàng, Chúng ta được ân xá. Thế thì, cái điều kiện để lãnh ân xá là phải xưng tội. Như vậy chứng tỏ rằng, Anh em sạch tội khi chết vẫn chưa được rỗi linh hồn, Bởi vì chúng ta còn cần ân xá nữa. Bởi vì nếu mà sạch tội, chết, rỗi linh hồn, thì cái thần học về ân xá để làm gì chúng ta không cần ân xá cho nên có cái nền thần học về ân xá thì chúng ta phải hiểu rằng như vậy chúng ta phải được cất nhắc những cái hậu quả của tội thì chúng ta mới được rồi để tóm gọn anh chị em có thể làm ba điều này để anh chị em lãnh nhận ân xá thứ nhất khi anh chị em dâng lễ cầu nguyện đi chặng đảng thánh giá suy tôn thánh thể nghĩa là anh chị em làm bất cứ những nghi thức nào thuộc về phục vụ anh chị em tôi thấy mấy ngày hôm nay anh chị em đến đây để anh chị em chầu thánh thể anh chị em tham dự thánh lễ anh chị em tham dự tĩnh tâm anh chị em được ân xá và chúng ta rất cần bởi vì hậu quả của tội chúng ta có điều thứ hai là khi anh chị em làm một việc bác ái tôi thí dụ hôm qua anh chị em về tôi còn ở lại đây ít phút nữa tôi về sau cho nên thật sự tôi thấy một số anh em hôm qua phải tháo tất cả những cái vải bạt từ cái lều này á rất là vất vả anh chị em tưởng tượng tháo hết bằng này cái nó xuống bởi vì gió nó có thể bay đi họ được ân xá chị em, chị em đừng nghĩ rằng ồ mấy cái người đó đạo đức mấy cái người đó thì thế này thế kia anh chị em vào trong nhà vệ sinh anh chị em thấy nơi dơ anh chị em tự động anh chị em lau đi lạy chúa con làm việc bác ái này để cho người khác khỏi trượt chân anh chị em được ân xá Bởi vì nếu không thì tất cả những việc lành đó nó trở thành vô ích và khờ dại. Và chúng ta cần. Bởi vì nếu chúng ta không làm những việc lành như vậy thì cái hậu quả của tội nó còn. Rồi anh chị em đặt vấn đề lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có thương con anh chị em không? Có. Anh chị em có cho nó sự thông minh của anh chị em ở trong đầu anh chị em được không? Không Vậy thì anh chị em làm gì? Anh chị em cho con của anh chị em phương tiện để nó đạt được sự thông minh bằng cách nó phải đi học Vậy lòng thương xót của Chúa là gì? Lòng thương xót của Chúa là cho anh chị em bao nhiêu những cái món quà Thời gian anh chị em có Cơ hội để anh chị em làm việc ba cái Chúa chỉ cho anh chị em được những phương tiện lòng thương xót của chúa không thể cho một cái miễn trừ là người có tội còn hậu quả có tội được rỗi linh hồn vì như vậy nó nghịch lại với cái bản chất tốt lành của thiên chúa thiên đàng là gì thiên đàng là nơi bình an là nơi không có rình mò là nơi không còn hận thù cái bản chất của thiên đàng là như vậy bây giờ chúng ta chết tất cả chúng ta sẽ về trời. Nhưng thiên đàng là gì? Là nơi mà không có hận thù. Tôi thấy tôi vẫn còn hận thù, nó không thích hợp với thiên đàng. Anh chị em còn lừa gạt người này, cái hậu quả nó còn. Anh chị em chết, anh chị em xưng tội rồi, nhưng mà cái hậu quả nó còn. Thì khi anh chị em đối diện với cái chết đời sau, câu trả lời thiên đàng là nơi mà không có còn nợ nần. Anh chị em thấy vẫn mắc nợ, không thích hợp. Thì lòng thương xót của Chúa lại theo dõi anh chị em nữa bằng cách cho anh chị em thời gian thanh tẩy ở luyện tội. Vì thế chúng ta mới có nền giáo lý về luyện tội. Nhưng khi đã ở luyện tội thì chúng ta không biết được thời gian bao lâu. Như vậy anh chị em rõ, để tôi sống tự do và hạnh phúc thì tôi phải hết những cái hậu quả của tội. Khi anh chị em hiểu như thế, thì anh chị em sẽ thấy đời này nó đẹp vô cùng. Nó đẹp là chỗ. Lúc nãy tôi nói với anh chị em, cảm ơn Chúa chiều nay con vẫn còn được đứng ở đây. cảm ơn Chúa con không có hấp hối. Cám ơn Chúa ngày mai con còn làm được việc bác ái. Cám ơn Chúa tối nay con còn lần chuỗi được nữa. Nó quý vô cùng. Bởi vì nếu bây giờ chúng ta ra đi Những hậu quả của tội Có thể còn Chúng ta không còn cơ hội Khi chúng ta về tới thiên đàng Và bản chất của thiên đàng Là không có gian dối Không có nợ nần Không có oan trái Mà nếu chúng ta còn Thì luyện tội là nơi ân sủng sau cùng chú lại tìm cách cứu vớt Thì nên học nền thần học về ân xá dạy chúng ta rằng tôi hôm nay có thể làm việc bát ái tôi nhặt cỏ ở sân nhà thờ tôi lau nhà vệ sinh tôi công đức với cái đèn lúc nãy cha tuyên ở đây vừa mới nói là trời lạnh lắm cần những máy sưởi không phải là anh chị em đặt mấy cái máy sưởi vào đây cho chúa chúa không có cần cái máy sưởi này anh chị em cần vì thế vì thế khi mà tôi đặt mấy cái máy sưởi vào đây tôi không có tôi không có cho chúa đâu mà tôi cho anh chị em bởi vì đấy là cái việc bác ái tôi làm mà khi tôi cứ làm cái việc bác ái đó thì cũng chẳng phải tôi là một ân nhân cho anh chị em tôi làm để tôi bù trừ lại cái hậu quả mà tôi đã gây ra vì lỗi đức công bình cho chính tôi và có thể cho bố mẹ của tôi ở luyện tội vì thế khi anh chị em làm những việc như công đức, những cái đèn, những cái máy sưởi này, anh chị em làm là làm cho chính mình. Đôi khi cái ngôn ngữ của chúng ta nói, chúng ta bảo là chúng ta dâng cho Chúa. Nó cũng đúng chứ không phải không, nhưng mà nó đúng với một cái ý nghĩa mà cần phải được cắt nghĩa kỹ hơn. Vì thực sự Chúa đâu có thấy lạnh đâu. Anh chị em ngồi đây, anh chị em cảm, chứ Chúa không có cảm. Nhưng mà bởi vì cái việc bác ái tôi làm, thì Chúa cho rằng vì cái tình bác ái đó chúng ta kể là cho Chúa. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thế thì khi Chúa kể như vậy thì cái hậu quả của tội của chúng ta đó, nó được cất nhắc đi vì cái việc bác ái đó. Khi anh chị em hiểu như vậy, anh chị em dâng cúng trong nhà thờ, anh chị em sẽ vui lắm. Bởi anh chị em thấy là tôi làm cho chính tôi thôi. Và anh chị em sẽ nói lệ Chúa hôm nay con lại được đi lễ bởi vì nếu bây giờ tôi hấp hối tôi không còn cơ hội nhưng mà chúng ta thiếu một cái nền giáo lý minh bạch rõ ràng nhiều người hiểu không có đúng cho nên cứ nghĩ rằng tôi phải đóng cửa tiệm chiều hôm nay sớm hơn một tí là tôi hy sinh tôi dâng lên cho chúa chúng ta không có hy sinh không có dâng lên cho chúa tôi đóng cửa tiệm sớm một tiếng đồng hồ để tôi đến đây tôi chầu thánh thể để tôi bù trừ cho cái hậu quả tội mà tôi đã phạm 10 năm về trước. Cho ông bà bố mẹ của tôi đang ở luyện tội. Đó là lòng thương xót của Chúa. Tôi là một kẻ thí dụ bất hiếu với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi chết rồi. Như vậy tôi có thể trở thành một người con bất hiếu suốt đời mà không sửa được. Nhưng nhờ cái liên hệ ơn xá này tôi làm việc bác ái để chuyển cầu ân sủng cho các linh hồn đã chết thì tôi lấy lại được cái bất hiếu của tôi nếu anh chị em hiểu rõ như vậy anh chị em sẽ thấy quý thời gian lắm hôm nay lại được đi lễ nhưng mà họ không hiểu vậy cho nên họ nghĩ rằng thôi bây giờ đi lễ online là đủ rồi quá dài lát nữa anh chị em có thắc bác anh chị em cứ hỏi như vậy anh chị em làm việc bác ái anh chị em lãnh nhận xã, đó là điều kiện thứ hai cái thứ ba là khi anh chị em hãm mình hãm mình là thế này thí dụ anh chị em khỏe mạnh anh chị em không có cần chất vitamin và anh chị em cũng đủ rồi sức khỏe. Nhưng mà anh chị em nhìn thấy hôm nay cộng đoàn đem cái món ăn nó quá thơm nó ngon quá, anh chị em thèm ăn. Anh chị em được ăn. Nhưng mà nói về cái cơ thể của mình thật sự mà có cần cái chất bổ dưỡng đó không? Thì là không. Anh chị em không ăn cái đó thì đó gọi là hãm mình. Khi anh chị em tập luyện như vậy thì em chị em cũng được ân xá. Thì cái ân xá đó là nó cất nhắc bớt những hậu quả do tội anh chị em phải làm chứ không phải xưng tội xong là hết nếu như vậy thì anh chị em thấy tôi xin lặp lại chúng ta thấy cuộc sống này quý lắm và từng giây từng phút trong đời sống của chúng ta nó tuyệt vời Bởi vì lúc nào chúng ta cũng có thể tìm kiếm cái phúc hôm nay tôi nói với anh chị em cao điểm của bí tích giải tội thực sự không phải là tội mà là phúc đi tìm cái phúc tôi thương tôi tôi chữa lành vết thương của tôi của những người trong gia đình của tôi đó là phúc một điều nữa tôi muốn gợi ý giúp anh chị em nói về bí tích giải tội rất nhiều trường hợp và anh chị em có kinh nghiệm anh chị em xưng tội xong có khi một thời gian rất ngắn anh chị em lại trở lại cái tội đó. Có những tội anh chị em không thoát ra được. Lý do là bởi vì khi anh chị em đi xưng tội thì anh chị em chỉ xưng tội chứ anh chị em không có trục xuất Satan. Trong bài đọc của Thánh Gioan lúc nãy, Satan nhập vào Judah và phúc âm Chúa trừ quỷ rất là nhiều lần. Bây giờ tôi xin gợi ý một cái hình ảnh như thế này. Thí dụ, <laughs> Satan đến cám dỗ tôi. Giống như nói với bà Eva, bà, bà ơi ăn trái cây đó đi rồi bà sẽ trở nên thông minh. Satan đến cám dỗ. Satan đến cám dỗ một người phạm tội ngoại tình lừa gạt satan nhập vào juda như vậy có mặt của satan có mặt của cám dỗ tôi phạm tội rồi tôi đi lãnh nhận bí tích giải tội tôi được sạch tội nhưng mà satan nó vẫn ở đây nó có đi đâu vì thế năm ba bữa ít ngày sau tôi lại trở lại cái tội đó bởi vì sự hiên diên của nó vẫn còn ở đây vì chúng ta chỉ lãnh nhận bí tích giải tội mà chúng ta không có một cái nghi thức gọi là trục xuất trừ tà lúc ban đầu tôi hỏi anh chị em tại sao các nhà thờ hôm nay đọc kinh tổng lãnh thiên thần Mikael sau thánh lễ kinh đó là gì kinh đó là kinh trục xuất Satan ra khỏi đời sống xin Chúa kìm hãm nó như vậy sau khi anh chị em lãnh nhận bí tích giải tội, anh chị em cần trục xuất sa Satan, trục xuất như thế nào? Chúng ta có hai lời nguyện. Khi anh chị em lãnh nhận bí tích giải tội, lời nguyện thứ nhất là anh chị em cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa xin giải thoát con khỏi tội lỗi, lạy Chúa xin giải thoát con khỏi cái buồn bã lạy chúa xin giải thoát con anh chị em phải đạp rõ anh chị em đang bị cái gì nó vương mắc giáo lý thì dạy chúng ta thế này đi xưng tội thì phải nhớ tội gì bao nhiêu lần rồi có nhiều người hôm nay họ đơn giản hơn chúa biết hết rồi thực sự thì đúng chúa biết hết nhưng mà cái vấn đề là mình có biết không? Thế thì anh chị em thấy thiên thần thì có thiên thần Gabriel, có thiên thần Seraphim, có thiên thần Michael tổng lãnh thiên thần, có thiên thần Bồn mệnh. Thiên thần có nhiều cấp bậc. Thì khi Lucifer phản loạn lại thiên chúa, thì quỷ nó cũng có nhiều cấp bậc. Và chúng ta có những cái tên gọi tương tự như phúc âm nói đến khi chúa trừ quỷ câm đó thì người đó nói được như vậy có một loại là quỷ câm nó có cái tên của nó như vậy thì quỷ gian ác quỷ lừa gạt quỷ kiêu ngạo quỷ lười biếng mỗi quỷ nó có cái tên của nó tôi thí dụ bây giờ có một loại quỷ gọi là quỷ thù hận <laughs> nó đến nó cám dỗ tôi Tôi nhớ tới người này nhớ tới người kia Là tôi thù tôi hận cái người đó Quỷ nó đến nó cám dỗ tôi như vậy Và tôi thù hận người này người kia Tôi đi xưng tội Năm ba bữa tôi thấy bình an Nhưng mà cái quỷ thù hận nó vẫn còn ở bên cạnh tôi Nó đâu có bỏ tôi đâu Tôi đâu có trục xuất nó Tôi chỉ đi cầu nguyện với Chúa thôi lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con xin Chúa giải thoát con xin Chúa ban ơn cho con nhưng mà tôi chưa có cái lời nguyện để trục xuất nó thì chúng ta cần một lời nguyện thứ hai sau khi đã nhận bí tích trả tội anh chị em xét trong tâm hồn anh chị em anh chị em thấy có một cái tội rất là thường xuyên phạm thí dụ cái tội mình thù cái người này thì anh chị em cần cái lời nguyện trừ tà này. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho mi hỏi Satan quỷ thù hận ra khỏi ta. Tránh xa ta, hỏi Satan cút xéo. Đôi khi anh chị em nghĩ rằng cái chuyện đó nó có vẻ như là nhưng mà thật sự anh chị em không trục xuất nó. Các nhà trừ tà đặt một câu hỏi thế này. Ma quỷ Quỷ nó có hạnh phúc không? Và cái hạnh phúc của quỷ là gì? Thì các nhà trừ tà trả lời rằng Quỷ nó có hạnh phúc Và cái hạnh phúc của nó là thế này Thí dụ đây là cái thằng quỷ Hận thù Thì tôi càng hận thù bao nhiêu Thì cái quỷ hận thù đó Nó càng hạnh phúc bấy nhiêu Cái vui sướng của nó là làm sao cho tôi càng hận thù Tôi càng hận thù thì nó càng say xưa trong cái hận thù của tôi Và nó hạnh phúc Vì thế mà chúng ta khó thoát ra được Cho nên nó có hạnh phúc Như vậy khi tôi đi xưng tội Tôi cần một lời nguyện Truyền khiến Nhân danh Đức Giêsu Kitô Hỏi sự thù hận trong ta Quỷ Satan Cút xéo rồi bất cứ khi nào tư tưởng của anh chị em bắt đầu cảm thấy sau những ngày sống tội, cảm thấy như là mình lại sống lại cái giây phút thù hận, nó mới bắt đầu thì anh chị em nhân danh Đức Giêsu Kitô hỡi Satan cút xéo. Ngoài lời cầu nguyện với Chúa, chúng ta cần một lời nguyện trục xuất nó. Và bất cứ khi nào anh chị em thấy nó bắt đầu nhen nhúm trong tâm trí của anh chị em. Thí dụ sự kiêu ngạo, Thí dụ sự gian dối Khi cái tư tưởng của anh chị em nó bắt đầu thiên chiều về Thì anh chị em phải nhân danh Đức Giêsu Kitô Go away Ra khỏi nơi này Và khi anh chị em chỉ cần làm năm ba lần được Thì anh chị em sẽ có kinh nghiệm là Satan nó sẽ yếu Thánh Y Nha Sô nói rất rõ trong nguyên tắc Để phân biệt thần lành và thần dữ Ngài nói rằng nó sẽ yếu rất nhiều khi mà anh chị em phản ứng lại như vậy. Vì thế tôi có thể tạm dừng lại ở đây để cho anh chị em có thể đặt những câu hỏi nhất là cái gì liên quan tới ân xá tới tội lỗi tới hậu quả và những gì tôi vừa mới trình bày với anh chị em ngoài vấn đề anh chị em lãnh nhận bí tích giải tội cầu nguyện với chúa xin ơn giải thoát anh chị em còn có một lời nguyện truyền khiến để trục xuất tất cả cái tà thần ra khỏi đời sống của mình đấy là lý do tại sao anh chị em cần đọc kinh tổng lãnh thiên thần bkia xong mỗi thanh lễ trong gia đình anh chị em cảm ơn anh chị em chúc anh chị em mùa vọng sốt sáng và đặc biệt mùa giáng sinh chúng ta sẽ gặp một con người là chúa giêsu kỳ tổ cảm ơn anh chị em và bây giờ tôi đẩy cho anh chị em đặt câu hỏi nha à. tôi có thể xuống gần dưới đây để anh chị em có đặt câu hỏi thì tôi nghe rõ hơn có ai thắc mắc hoặc cái gì tôi nói nó chưa rõ thì tôi lấy cơ hội này à, vậy cái microphone ở chỗ nào testing như vậy tôi nghĩ là có một người đứng ở đây có microphone ở đây để cho anh chị em ok giờ sẽ xin đợi testing rồi những ai muốn đặt câu hỏi thì tôi nghĩ là cứ anh chị em cứ xếp hàng đứng ở trên đây gần gần, xa xa nhau một tí. Rồi có microphone cho nó đỡ mất thời gian. Vì chúng ta không có nhiều thời gian cho nên chúng ta đề cập vào những câu hỏi trực tiếp những gì tôi vừa trình bày thôi nhé. Nếu chúng ta đi miên man những câu hỏi khác thì sợ là chúng ta không có thời gian nhiều đâu. Chính cha, vâng. nhiều lần không... Thưa cha nhiều lần con nghe về ơn toàn xá đó cha Rồi uh, liên quan đến uh, được tha tội Testing, testing Dạ yeah, phải nói thật sát miệng yeah. Thưa cha nhiều lần con nghe về ơn toàn xá cha ra con thấy lơ mơ về được tha tội Tội thì được tha mà bà vẫn còn thì Con chưa hiểu rõ lắm xin cha giúp Ờ, nếu bây giờ thì tôi không biết là cắt nghĩa bao giờ cho nó xong được bởi vì thì lúc đấy tôi nói với anh chị em tội thì được tha và có khi không có tội đó nhưng mà cái hậu quả thì bao giờ nó cũng có cái đó thật là rõ phải không có ai không đồng ý nghĩa là tội thì hết bây giờ tôi thí dụ thế này một em nó ăn cắp xe, nó xỉ kia ma túy rồi bây giờ em mới vào tù. Ừ. Sau 7 năm ở trong tù bây giờ được đi tự do ra ngoài. Em nó bây giờ rất là tốt. Đến sinh hoạt với anh chị em. Tội thì được tha rồi. Cả gia đình hạnh phúc. Những cái hậu quả nó còn nghĩa là Bây giờ em ra nhà băng mượn tiền thì nhà băng họ bảo rằng à, thế anh có cái gì để thế chấp anh có đi làm không? À không, thế những ngày vừa qua anh đi làm ở đâu? Ồ những ngày vừa qua thì tôi đi tù. Ồ nhưng bây giờ tôi tốt lắm rồi. Thì nhà băng nó bảo tuyệt vời, nhưng mà chúng tôi không cho mượn tiền được. Bây giờ em mới muốn vào đại học thì họ bảo à, thế học xong trung học chưa? À, chưa. À, thế thế những năm vừa qua ở đâu làm gì? À, tôi đi tù nhưng bây giờ tôi tốt lắm rồi tốt thì có tốt tội thì hết nhưng mà hậu quả đại học nó không có nhận anh phải đi tìm cái chỗ nào thích hợp với anh đó như vậy thì đời sống thiêng liêng của chúng ta nó cũng như vậy nghĩa là tội thì chúng ta hết nhưng mà cái hậu quả về tôi thí dụ bà giật hụi của người ta 100 trăm đô la bà đi xưng tội đọc có ba kinh kính mừng thôi hết tội chết lên thiên đàng 100.000 đô la, ba kinh kính mừng, quá rẻ, không được không được vì thế cái hậu quả nó còn rồi các ai có câu hỏi nào không vì thế đây là một đề tài mà anh em phải tìm hiểu rất là kỹ và đề tài này rất là thiết thực vì nó cần đến trong đời sống hàng ngày của chúng ta ngày nào chúng ta cũng cần cái ân xá này Thưa cha người... phân biệt mà toàn xá, đại xá rồi các bậc của sáng ảnh hưởng tới ân sủng khác để mà được uh, uh, hậu quả để tha thứ cái hậu quả của tội cho đây là một đề tài rất là tuyệt vời khi chúng ta nói về ơn nha lúc nãy tôi có hỏi anh chị em rằng khi đứa bé nó xưng tội về mình không cảm ơn nó bây giờ con nó lớn rồi bây giờ nó đi rồi có quá trễ không tôi bảo là cũng không quá trễ đâu vì trong xã hội chúa cho chúng ta một cái ơn nữa là cái ơn transform ơn biến đổi thí dụ anh chị em cầu nguyện mà anh chị em không có được cái ơn mà anh chị em xin đó như vậy có phải là chúa không nhận lời không như vậy có phải là không được ơn không có nhưng mà cái ơn đó là cái ơn biến đổi thì bây giờ nếu mà tôi lại cắt nghĩa về cơn biến đổi á, thì không biết bao giờ nó mới hết thời gian được, thấy không? Bây giờ tôi trả lời ngắn gọn là thế này. Cái câu hỏi anh đặt ra rằng bây giờ phân biệt ơn toàn giá, ơn đại xá, ơn tiểu xá rồi những cái ơn ơn như thế này. Đó. Anh chị em đọc ở trong những cái kinh cổ ngày xưa đó thì anh chị em thấy rằng đọc kinh này thì được ơn tiểu xá 200 ngày, 100 ngày hay bao nhiêu ngày. Hôm nay giáo hội dùng một cái ngôn ngữ trưởng thành hơn giáo hội không có nói rằng đọc kinh này thì được bao nhiêu ngày bao nhiêu ngày bởi vì chết rồi không còn đồng hồ nữa ở luyện tội lúc đó là không có 24 tiếng hay là bao nhiêu tiếng nữa cho nên không thể nói được ngày hay đêm cho nên giáo hội nói một cái ngôn ngữ trưởng thành giáo hội chỉ nói rằng ơn toàn xá là tha hết tất cả còn dưới cái toàn xá đó thì tha một phần một phần đó thì nhiều hay là ít thì tùy đó. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ rằng tha một phần là tha bao nhiêu, đó. chúng ta cho một cái ngôn ngữ là uh, luyện tội 300 ngày, 200 ngày, đó là cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu thôi. Sứ chết rồi, giáo hội không có muốn dùng cái ngôn ngữ như vậy nữa, nó không có thích hợp. Như vậy, ơn toàn xá là tha hết tất cả những hậu quả. Đó. Thí dụ cái người trộm lành trong phúc âm tích tắc chúa bảo rằng hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta chưa có ai được phong thánh chỉ có người trộm lành đó là chính chúa phong thánh anh ta có đền đâu như vậy những hậu quả của tội anh ta ở đâu đó là cái đề tài rất là thú vị nha thế thì về ân xá tôi có soạn một đề tài khá chi tiết ở trong cuốn kẻ đi tìm ở trong đó tôi soạn ra là ân xá lịch sử của ân xá làm gì để được ân xá nó nằm ở trong cái cuốn kẻ đi tìm còn tôi trả lời vấn nạn người trộm lành tại sao chưa có đền gì cả chết tích tắc như vậy mà Chúa phong thánh cho ông ta như vậy thì ông ta đền hồi nào? Thì tôi cũng đã trình bày và tôi có post trên Việt Catholic ít nhất là hai lần ở trên Việt Catholic bài đó rồi. Tuy nhiên ở trong những quyển sách ở cuối kia anh chị em muốn tìm đọc anh chị em có thể có. Còn nói về ơn, đó thì ơn xá thì kiền hiểu toàn xá là ta hết còn những ơn dưới toàn xá thì tha một phần. nhưng chúng ta không có nên nói rằng tha bao nhiêu ngày, bao nhiêu ngày nữa vì cái ngôn ngữ đó nó không thích hợp với cái đời sống sau khi chết. Vì không còn thời gian nữa như vậy nữa. Ok, còn câu hỏi nào? Dạ, à, kính thưa cha, con có câu hỏi như thế này. Con biết ân xá thì cho các linh hồn. Con đã phân hiểu vậy. Và ân xá như cha nói là cho chính mình con. Nhưng câu hỏi của con rằng là cái ân xá con làm Cô cho các người thân của con được không? Ok, câu hỏi rất hay Ân xá thì thứ nhất là cho chính mình nhá. Thứ hai là cho các linh hồn đã chết Câu hỏi của ông là như vậy thì có cho những người còn sống được không? Cho các con của mình được không? Nhá. Thì câu trả lời của tôi rằng Bởi vì khi chúng ta nói đến ân xá thì chúng ta định nghĩa nó tròn lại là thế này là ơn xã ơn được khỏi bệnh à cái ơn này là khỏi bệnh ơn được sự khôn ngoan nhưng mà khi chúng ta gom hết tất cả lại ấy, thì nó là gì nó là ơn của Chúa tất cả nó là ơn của Chúa thôi Đó. nhưng mà trong cái ngôn ngữ chúng ta phân tách cái ra để chúng ta hiểu cái ơn này thì cái mục đích của nó để làm cái gì cái gì thì câu hỏi được đặt ra là Như vậy Cái ân xá đó có cất nhắc Cái hậu quả Của những người còn đang sống không Thì theo giáo lý Thì không Nhưng Không cất nhắc cái hậu quả Nhưng mà những việc lành Thí dụ anh đến chầu thánh thể Cầu nguyện cho đứa con Thì cái ơn đó Cái ơn hoán cải Hoặc là một cái ơn nào đặc biệt Chúa vẫn có thể ban cho cái người đó là những người còn sống. Và các nhà trừ tà cho chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện nó rất là mạnh khi mà anh chị em cầu nguyện cho một người cho nên tôi có thể trả lời rõ không cất nhắc cái hậu quả của người đó nhưng mà cái ơn biến đổi có thể xảy đến và có thể cái người đó sẽ cất nhắc cái hậu quả của chính họ do cái ơn mà anh cầu nguyện cho họ dạ, Thưa cha con có, con có, có hỏi à, Như cha nói là xin Chúa À, cầu nguyện Chúa để Chúa đuổi quỷ nó ra nhưng mà làm sao con biết nó đã ra rồi nhiều khi nó ghê lắm nó làm bộ nó nó đã ra rồi nhưng mà con không biết thí dụ vậy cứ hỏi thứ hai là bây giờ mẹ con nói, con biết là à, ai cũng phải qua luyện ngục con muốn làm nhiều việc lành cho mẹ con để khi mà mẹ con chết đó, thì mẹ con không phải qua luyện ngục hoặc là qua ở rất là ít hoặc là không ăn nóng thì chú có chịu uống cho vì là hoặc là con muốn làm việc lành con cầu nguyện cho gia đình của các em tại thái là người thân của con để được bớt tội con cảm ơn cha cái câu hỏi thứ hai quan trọng hơn nhá cái câu hỏi về cái ân lành cầu nguyện cho những người đã qua đời ok trước hết anh chị em phải gạt bỏ ra khỏi đầu óc của anh chị em cái ý nghĩ như thế này luyện tội là hình phạt luyện tội không phải là hình phạt luyện tội là lòng thương xót của chúa cho chúng ta được thanh tẩy như nãy tôi nói với anh chị em chúa tuyệt vời chúa không có dựng nên cái gì là xấu xa nhưng mà cái bản chất của thiên đàng là nơi đó không có tội, cái bản chất cái nature của thiên đàng là không có tội, thì khi tôi có tội nó không thích hợp với thiên đàng. tôi thí dụ à, mấy anh em làm việc hoặc là bán quán ở đây, tôi là người khách đến tôi đi ngang qua, tôi thấy mấy chị hay là mấy anh đang làm bếp gọi là đầu tóc bù xù. Tôi mời, tôi, tôi mời ra ngoài để chụp hình với tôi một cái Thì tự động họ từ chối Họ không có muốn chụp hình Tôi đâu có phạt họ đâu Nhưng mà họ bảo rằng Cha thấy con đầu óc dơ giấy thế này Đứng chụp hình cô không thích hợp Thì thiên đàng nó cũng vậy Cái người có tội đó, khi đối diện với thiên đàng Thì thấy nó không thích hợp Mấy người này tự động bảo Thế cha để cho con đi con chảy cái đầu cá Rồi con sửa lại cái áo ấy, rồi chụp hình Họ tự động thì thiên đàng cũng vậy Tôi có tội nó không thích hợp Thì lại Chúa bây giờ con làm sao Chúa bảo Những ngày con sống Cha cho con biết bao nhiêu cơ hội Mà tại sao con không sử dụng Thôi bây giờ Cha lại tìm cách Để cứu vớt Cái final blessing Là luyện tội Vì thế anh chị em phải gạt bỏ đi Đừng có nghĩ rằng luyện tội là nơi Chúa phạt mình Không phải Là nơi cần thiết để được thanh tẩy nhưng mà cần thiết như thế nào và những gì xảy ra không có ai cầu trả lời. Không biết. Như vậy thì nhờ mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Trong kinh tin kính chúng ta đọc thế này. Tôi tin các thánh cùng thông công. Đó. Nhờ cái kinh, cái lời đó ở trong kinh tin kính mà chúng ta mới được ơn cứu độ là thế này. Các thánh cùng thông công có nghĩa là các thánh ở trên thiên đàng thông công với những con người đang trở nên thánh ở luyện tội và thông công với chúng ta là những người đang chiến đấu để trở nên thánh. Vì thế giáo hội không phải là chúng ta là giáo hội mà thôi. Giáo hội là các thánh trên thiên đàng, đó là giáo hội đã chiến thắng rồi. Giáo hội của chúng ta là giáo hội đang chiến đấu. Còn giáo hội ở luyện tội là giáo hội đang thanh tẩy thì ba giáo hội này liên hệ với nhau qua Chúa Kitô. Cho nên khi tôi cầu nguyện tôi làm việc lành, tôi rước lễ tôi đến với Chúa Kitô thì tôi chuyển cầu ơn thánh được cho những người ở luyện tội. Vì thế chúng ta rất cần làm những điều đó cho các linh hồn ở luyện tội. Rất cần. Còn cái câu hỏi trước nó không có quan trọng vấn đề là về quỷ. Thực sự anh chị em đừng có nghĩ nhiều về nó. Anh chị em đọc vào trong sách truyện một tâm hồn của Thánh Teresa hài đồng Giêsu Ngài viết thế này này, Ngài bảo là con thấy mấy con quỷ nó giống như đứa con, quỷ con vậy. Nó nhìn thấy con nó sợ. Con đi tới đâu có muốn cha nó làm gì thì nó có lùi, nó sợ con lắm. Vì nó sợ một linh hồn có chúa. Cho nên thực sự chúng ta không có sợ gì cả. Điều cái anh chị em cần phải hiểu. Mà nếu hiểu bây giờ mà tôi đụng vào cái đề tài này thì nó dài lắm. Nó không biết nên vào về hết. Có thì tới sáng còn chưa hết được cái đề tài này. Nhưng mà tôi cũng thông báo cho anh chị em biết là tôi đã chuẩn bị 100 cái thắc mắc về vấn đề này và tôi sắp sửa cho in ra bởi vì tôi thấy trong giáo lý của chúng ta chúng ta thiếu cái đề tài này lắm chúng ta đụng tới nó chúng ta nói tới nó thí dụ như là bùa ngải có hay là không cầu cơ gọi hồn về có hay là không chúng ta đụng chạm quá nhiều và chúng ta không có tài liệu để trả lời rõ thì tôi đã soạn một tập 100 câu hỏi như vậy và có thể là trong năm tới tôi sẽ cho in thì hy vọng nó sẽ giúp anh chị em trả lời một số những cái thắc mắc đó. Vâng, một hai câu hỏi nữa rồi chúng ta. Dạ, rồi. Thưa cha. À, như cha nói là tội có tội nặng tội nhẹ và và còn theo con nghĩ có tội trực tiếp và gián tiếp. Nếu con là một người Công giáo, con bầu cho một người hoặc một đảng phái họ phá thai. <laughs> họ làm những họ họ làm những cái ngược với đạo Công giáo của mình như vậy thì cái tội của con là là, là tội gián tiếp hay là trực tiếp và con hoặc là có tội hay không thưa cha theo anh thì có tội hay không và theo anh thì là gián tiếp hay trực tiếp theo con đó thì 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 đó là gián tiếp nhưng mà con nghĩ đó nếu mà con bầu cho một người mà họ ủng hộ phá thai họ họ có cái uh, 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 sắc luật phá thai thì con nghĩ là có là là có tội nhưng con không biết chắc chắn uh, như cháu. ông trả lời tôi đồng ý với câu trả lời của ông cho nên chúng ta có thể chấm dứt cái câu này ở đây vì, vì khi ông đặt câu hỏi ấy, và ông đã trả lời cho tôi là ông cho rằng ông nghĩ rằng đó, đó là có tội và ông nghĩ rằng đó là gian tiếp đối với tôi tôi đồng ý với ông và cứ tiếp tục như vậy. Dạ, vâng, con cảm ơn ông rồi. Trời cũng khá lạnh rồi anh chị em. Chúng ta xin được kết thúc nơi đây nha. Dạ vâng.